Phật tử Ngọc Phú ở Đắk Lắk có hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất: khi thánh phẩm rơi vào trung tâm vận hành luân hồi thì thấy nó có màu sắc thế nào và rộng tầm bao nhiêu? Đi vô trung tâm vận hành luân hồi rồi Phật giảng mở ra cái màu sắc gì? Thì cái đó là bắt đầu mình nhìn vào, mình bắt đầu trở về nhìn về cái thế giới Phật giới bên Phật giới thấy cái màu vàng sáng trong, nhìn thấy màu vàng sáng trong là Phật giới. Còn bên này á là cái một bên đây là cái địa đường, thành ra nó bên đây là nhìn thấy cái lúc sáng lúc tối là do cái địa đường ở kia nó bị cuốn hút mình mới thấy vậy. Còn về cái kia là tất cả chỉ nhìn thấy sáng trong là nó hỏi tên. Câu hỏi số 2: hiện tượng ma xô xe rớt xuống vực sâu khi xe chạy trên đèo có thật không? Hiện tượng ma xô xe rớt xuống vực sâu khi xe chạy trên đèo có thật không? Đây là không được tốt đâu là hiện tượng ma xô xe. À, ma xô xe cái này là không phải ma, cái này nhân quả, cái nhân quả mình tới đều thành trực đi nhân quả mình. Thành ma tới cái số anh chết tại số đó anh rớt nữa thì thành thực tiên nhân quả chúng thành ma đâu mà chết được. Câu hỏi số 3: con cầu sắc thiền tông thấy nhức đầu, nghe đĩa thiền tông thì ngăn buồn ngủ, vậy là do cơ địa của con bị yếu hay do có người âm dựa? Do cái lực âm trời dương dương nó chịu nổi nó phải ngủ thôi. Rồi cái giữa cái da này là cái âm dương, mà có người âm nhiều quá, có người âm nhiều quá không chịu nghe cái này, mà có người mà nghe mà cúng tụng phái nghe cái vụ mà dương này là chịu nổi ta ta đi ngủ. Cái đó cũng quy luật vật lý cái đó này, nó làm cho nó nén mà nó lấy cái âm mà tôi nhắm nó bắt lại thì theo cái quy luật vật lý. Rồi các bạn tiếp đi. Vị Phật tử Nguyễn Văn Hợi ở Đắk Nông có hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất: theo quy luật 365 ngày, trái đất mới quay trở lại trung tâm vận hành luân hồi vào một thời điểm nhất định. Vậy con người duyên nghiệp khác nhau, những Phật tử học và hành theo pháp môn thiền tông đều đủ điều kiện trở về Phật giới. Khi chết thì cùng phải chờ đợi nhau để cùng về Phật giới hay sao? Mình bây giờ mình nói là nó tới cái người về Phật giới. Ví dụ bây giờ cái đất mới vừa quay vào trung tâm về thành luân hồi mới có một ngày thì mình, bây giờ mình chết thì đưa vị Phật kéo nhưng có công đức đi ra ngoài chiếc hút của điện từ âm á, ra ngoài đó sống rồi ra ngoài đó Phật cứ giảng cái gì á là 364 ngày chúng mới được về, thì là phải Phật có giảng cho mình. Tại sao phải ra đó? Vì ra đó nó không còn bị chiếc hút vật lý âm dương, vì thế mà cái trung tâm ta cũng không đói. Chứ nếu mà nằm trong chiếc hút mà cần vật lý âm dương trung tâm ta nhận thì đó, vì thế bắt buộc phải đi ra ngoài cái lực của âm dương. Do đó Phật có giảng mình, do đó không nói được. Chính là Phật vào Phật giới cũng phải ở đó, chứ không dám vô cái thế giới vật lý này. Nếu vô cái thế giới vật lý này là phải đi sống tới cuối vị lực vật lý âm dương, mang thân tứ đại thì phải ăn bằng thân tứ đại, mang thân điện từ phải ăn bằng mùi hương. Vì thế mà tất cả những người mà trở về Phật giới phải ra ngoài sức hút của Phật giới âm dương, đợi đúng chừng nào mà cái đất cũng quay đến chúng ta nhận hành linh hồn của vị Phật mới dẫn mình vào mới ra được. Thì mình biết là cái đất trong mình nó lớn như vậy, đường chung của nó là 4.000 km ải mà bay đi chỗ, mà cái trung tâm nhận hành linh hồn nó có bằng cái chiếc rũa là sao mình biết? Chỉ có một ông toàn năng toàn giác mới thấy được cái này. Mất dẫn ra vừa đến đó thì vui vô đó thì điện từ tính trung tâm của mình đã đấu tạo bằng điện từ ở yêu nó tan rã ra, không nhãn mình mới mở ra rồi mang khổ công đức chẳng là Phật nhãn mình về cái kia mới thành Phật được. Giờ con hỏi chi? Câu hỏi số 2: trước kia con chưa biết pháp môn thiền tông,
con từng có một hiện tượng trong giấc ngủ, con thấy hơi tự do thức dậy, khi hoảng sợ thì giật mình thức dậy. Hiện tượng đó là gì? Xin thầy cho con biết rõ. Nghe là có hai cái trường hợp, một là do cái trong lúc mình ngủ mình nhát cái điện từ âm dương nó không liên tục, nó không liên tục, nó mất cái tiêu được, mình thấy nhẹ chút chịu rơi. À, nên đó mình ngủ mà cái tiêu cái dương cái tự nghe mình rơi. À, còn thứ hai nữa là mình vô cái ảo giác mà hồi đó mình thích cái gì thì vị thần mà vô vị thánh đó làm tưởng tượng này. Thế ra là nó có hai trường hợp, một là thánh làm, hai là quả tin mình là nó có cái hiện tượng này. Còn quả tin và câu hỏi số 3, từ khi con biết pháp môn thiền tông cho đến nay thì hiện tượng rơi đó không còn nữa. Vậy đó thì đó, bởi vậy đó, nếu mà trước thiền tông rồi đó, mình không có mơ mộng vì thế mà mấy ông thánh không tới được. Tại sao ông thánh tới mình? Tại vì mấy ông thánh á, tất cả theo dõi những người nào thích mơ mộng. Tại sao mà người ta bị cọc quạt loài này, loài kia nhặt, người ta cứ mơ mộng thì nó thấy sơ hở nó nhặt vô. Tất cả những người xâm mà âm hoàn toàn sống bằng mơ mộng. Con người siêu dương thì sống bằng tưởng tượng. Hai cái thế giới nó khác nhau. Nếu mình cái người mà tưởng tượng nhiều là dương, còn cái người mà thấy sợ tất cả những cái thuộc về âm, nên cái hiện tượng của vật lý. Bởi vậy thì nó có ra đời mục đích là gì? Để hướng lại sự tổ chức của cái đất này như thế nào, con người như thế nào. Chứ nếu mà không tìm tâm này thì cái đạo Phật nó đi sai. Vì thế mà Đức Phật mới cho trong bốn vị trí ra dạy dạy từ chi đi về thân người và cái đất của cái dạy dạy. Đạo Phật tiền tâm có cái nhiệm vụ là nói lại sự thật từ con người dạy dạy trái đất, tam giới, Phật giới, cả thân, vô vô. Nó thế thôi mà chỉ giúp dạy con người trở về Phật giới gọi là giác ngộ giải thoát. Nếu mà không có thiền tâm thì không ai quan trọng ai dạy cái giác ngộ giải thoát ấy. Chỉ thiền tâm mới dạy được. Câu hỏi tiếp à, câu hỏi của Phật tử Trần Xuân Nga. Người sống thuần thục với Phật tánh thanh tịnh của chính mình thì không bị sức hút của điện từ âm dương, như vậy là có công đức hay không? Công đức là mình giúp người ta giác ngộ giải thoát. Còn sống cái đó là mình nhờ thôi, mình sống cái thanh tịnh của mình không có cái gì mê tín gì đâu, không cái công đức gì cái này. Công đức chỉ là mình giúp người ta được giác ngộ và giải thoát mới là công đức. Còn tự mình thì mình hiểu cái này là tự mình không còn mê tín gì đâu. Rồi mình sẽ hỏi tiếp. Còn hỏi cái tiếp nè. Con có thỉnh một bức tranh hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa và hai vị Bồ Tát Văn Thù để hổ hiền hai bên bằng gỗ ở chùa Tân Diệu về nhà thờ. Vậy con có làm nghi thức và đọc kinh An Thị Phật ở tại nhà được không? Tất cả những cái gì An Thị Phật ở nhà thờ là có cái bài An Thị Phật. Tất cả những gì mà Phật thiền tâm An Thị đó mình có khả năng thì mình làm, cũng phải nhờ tố huynh đệ biết thiền tâm đến tập tự mình thì nó mới thì Phật có ngự. Khi mình làm như vậy thì các cô hồn không tới. Còn nếu mình để cái hình đó mà nó bằng gì đâu, mình không biết ai đâu. Có nghĩa là mình thân cái này, tuy là Phật không có đến nhưng mà chỉ thật viên trang đây là tất cả cái bài An Diệu Phật đều có chỉ thật viên trang định. Nếu quan trọng thì Đức Phật thế, còn không quan trọng thì thần kim cang quản lý được việc thầy tiên tập này thì nên An Diệu Phật. Rồi con hỏi tiếp. Con có một người bạn là Phật gia thiền tông. Khi họ qua đời, gia đình họ tổ chức lễ tang theo nghi lễ của Phật lý, coi ngày giờ nhập quan, hỏa thiêu cung, đãi tiệc mạnh, nhận tiền cúng điếu. Nếu con dùng tiền để đi biết lễ tang này thì con có bị nhân quả gì không? Ở cái gia này nhận cái gì thì nhận cái đấy. Nhận người ta để làm cái gì?
Tính nhân này có nghĩa là nhận tính tiền vật lý thì nó phải đi theo quy luật tài chính bất cứ làm cái gì. Nếu mà lấy tiền đi làm từ thiện là mình có phước, ha? Còn mình làm lấy cái tiền đó mình đi cúng trên cô hồn này kia là mình bị phước bị ác. Nên cái đất này bất cứ sử dụng cái đồng tiền vật lý, sử dụng vào cái gì thì có kết quả theo đấy, chứ không thoát được cái đất này. Không có nói chuyện mà làm này không có cái kết quả, có hết nhưng mà nó đi đâu thì ra đi, không sẽ dễ cái tiền mà ví dụ mà người bắt á mà lấy cái tiền đó cũng được dám hoặc dám bố thí sắp giải thoát thì người đó có công đức không, ví dụ dám lấy cái tiền vật lý mà bố thí cho sắp giải thoát thì người đó có công đức, chứ người đó như người chết không có cơ hội. Người chết đã đi qua rồi, đi qua cái thế giới khác rồi, nó thọ cái quả báo khác rồi, rồi có phải chứ? Đi kiến buổi lễ như vậy và con làm gì để người mất và người sống có lợi? Người mất mình phải hiểu là mình có hiểu sai về thế giới này. Cái người mất á là khi cái chấm dứt cuộc đời này là thành thực tiên nhân quả, họ cho mình về hay là cho đi luôn rồi. Còn nếu mình ở đây mà làm cái gì thì là làm cho mình chứ mình có hồn hướng cho cái người mất. Cái này cái hồn hướng cho người mất ra đây là tâm địa quan hướng đó. Thế giới vật lý thì ai ăn thấy nó, ai mặc áo ấm thì ăn, chứ tôi ăn người này nó sao được, tôi người kia nó nói ăn thì là không có được. Thế giới này mấy gì thì tâm ra đời nó mới cho rõ ràng cá nhân ai cũng phải là cái nghiệp mất, nặng nhẹ cũng phải chịu thấp như người của mình. Bây giờ nói cho cha mẹ mình sanh mình ra nuôi mình bao nhiêu tuổi được bỏ đi, cái đó là trong cái nghiệp phải nuôi người này, rồi mình dạy từ vợ chồng anh em với nhau cái nghiệp hết nghiệp tự nhiên đi nó nhiều. Tất cả ở đây là vợ chồng anh em đang hết nghiệp đi làm vợ chồng anh em được một nơi khác trong cái lượt này, họ phải đi hưởng phước dương hay là phước âm hoặc là trả kiếp. Thế cái đất này không ở không được, muốn ở không nó có hai con đường ở không chúng ta không. Thứ nhất khi mình làm loài nhà quỷ á thì mình không chịu ngồi, không chịu làm loài cô hồn thì ở đâu ra mà ở. Khi nào gia đình nấu nhào luôn ngửi cái buồn về ra mà hỏi qua Phật như thế mà nó có cái lực. Bây giờ gần Tết tôi mới nói cái chuyện này, tại sao 30 Tết ở trong Nam còn trước ông bà, ông bà tập về trước tổ tiên, ông bà ở đâu, ông lại trên trời cứ xuống không xuống được, ông về mã người mồ nước vô ăn ba ngày là tắm cổ và đi cùng ba tắm cổ đi. Thế giới tay bây giờ mình nói con cáo cũng được đi, 30 đứa cậu bà cùng ba đẩy ông đi và ông ở đâu nước, ông này mã cái nước vô. Nếu mà ông bạch nếu không còn mày mã mà nếu mà xong rồi thì đủ cho đi, nhưng mà cùng ba đủ ông đi đâm mã rồi. Cái này ta đâu có gì đâu có nói rõ đó mình, tại vì cái đứa con bà nó thật ra là tài chức nó quen rồi chứ không phải. Bây giờ nếu mà nói ông bà mình chết không đỡ mày bà người sao mình suy nghĩ sao, nếu ở trên không chứ ông bà ở ngoài đi, ở ngoài phải cúng cho ông mà không đi ra ngoài gọi cúng. Vậy trên thế giới này nó làm cái chỗ này là cái loài côn trùng nó có ba cái nơi kinh chứ phải mà hai cái là theo lời dặn dò nó, chỉ là này chưa nói ra được, dần dần nó sẽ chỉnh cái đất này nha. Thành ra khi mình mất ở trên đất này qua quy luật chân quả luân hồi, một là giải sanh, hai tạm biệt ba ở trong trần tục hoặc ở đây là côn trùng. Cái vấn đề nó không chuyển không cách nào. Còn vấn đề là tôi đã tìm cái cô hồn đó, tại làm sao mà nói là cô hồn nó không phải nhân quả là lý do. Khi nhân quả có người ta luôn pháp trị tội mình bằng thân cái đại minh trị tội
còn hình bằng điện tử cho thân thể. Vì thế là nó có nhiều cái chuyện, và tôi không nói ai, tôi nói chính xác ai chứ. Tôi nói này rất nhiều người nghe tự hiểu. Cái ông kia mê tính trong nội nhập sát vô, đọc ra có tờ bậy, công an bắt hộ, chứ có bắt hộ được đâu. Mà có tờ bậy, cái người kia đánh lỡ, thì đánh cái gì không có tờ bậy chứ. Vừa đọc một cái rằng là có một xuất hiện, có một mở được nó rất chịu, nó quýnh, tuy là quýnh sát thành này, nhưng mà nó mang cái vật bị nè, nó bị thương, nó sợ. Vì thế là có cái trường hợp, trường hợp là tôi nói đó đây thì tự cứ tìm hiểu đó, hệ thống gì ta cái ông đó đã bị chấn kinh, vừa đưa cúa đăng cái rồng cái xuất ra cái hộp cái đeo cái la này chưa xuất hộp la này mà chỉ đấm một cái la này đó là cô hộp rồi, mình mới hiểu ai mà có cái trường hợp này, bởi vì tại làm sao mà cái người bị chấn nhập đánh cái người bị chết bỏ chúng ta đâu là tâm thảo về cái nó vay nó vậy. Bây giờ cái người nhập chấp ai thử về là quốc trị thì nhập chấp dễ ngồi cái đây lấy cái đường để được người ta bắt đầu cười bật cười bố nó phút xuất ra đi khỏe cực lắm, nó sợ cũng có sợ cái đó à, thử lên bất cứ ai bị nhập chấp được thở nó làm nha, để cái đinh lên trước mặt để búa đóng vào giả một trấn cần tới cũng xuất tiền giả mà cái cũng xuất ra thì có la liền chẳng có la là hết định đó là cái ngoài hậu trị cho mình nhập nó trong đồng bằng nó chỉ này nhưng mà không có phổ biến nhiều phổ biến là người ta định mới đánh lỡ tay người ta mình nó đập làm nó chết luôn đập nó cứng giờ có lại tiếp tục thưa thầy chất liệu để tạo ra công đức là gì ạ? Chất liệu là thì đã công đức giúp người ta giác ngộ và nó có công đức chất liệu gì giống như cái chất liệu gì là tạo công đức thì giúp ta ăn vui đúng không đức đó là chất liệu gì đó là chất liệu vô hình của thế giới vật lý nhận người ta thì gọi là ác đức đưa ta lên gọi là phước đức nó vậy đâu còn mà đẩy cái chân trong bài gọi là tập dư là công đức chứ có cái này chất liệu gì nhưng mà cái này tuy không bình giá nhưng mà nó có cái lực ví dụ mình có công đức tự nhiên đi về một thế được còn có phước đức thì lên trời ở được còn ác đức thì có đường xuống địa ngục được cái đề gì đây là cái quy luật thế giới vô hình nhưng mà sự thật vô hình chúng nó có trong bên phần diệt phật ở thế gian này nè ví dụ tại sao mình có phước đức còn có phước đức làm gì cũng giàu rồi à, còn phước đức là làm hoài cũng nghèo là cái gì cái đó cái vô hình mà đưa cái hữu hình của mình là được tiền vàng còn cái công đức nó không được gì nó về bệnh và định hình ngôi nhà pháp thân chồng kim sinh phật nó thì thế giới thì cái gì ở đây thì nó kết quả âm dương còn ra bên kia nó kết quả theo cái gì từ ma của một giới rồi nó hỏi cái gì ngày trước khi tâm mới công bố ra ít người biết đến thiền tâm con về chùa gặp nhầm một người ở chùa đóng thân thiện không sử dụng tánh cười nhiều và chùa đóng thoải mái từ khi thiền tâm công bố và phổ biến rộng nhiều người biết đến như hiện tại thì khi về chùa con cảm thấy chùa thiền tâm không khác gì chùa vật lý ví dụ mọi người chia bè phái phê bình khen chê khuyết điểm lẫn nhau có sự phân biệt giữa người cũ và người mới ỷ vào sự biết thiền tâm sớm nên thường ngã mạng lên cao trong việc tạo công đức tại chùa cũng có sự hơn thua phân biệt tranh giành ghen tị lẫn nhau khi chứng kiến những việc ấy con học thiền tâm con cũng hiểu đó là do tánh người làm con nhìn những việc làm như vậy để tự soi lại bản thân mình và tự nhủ với chính bản thân rằng không được làm những việc như vậy nhưng đôi lúc khi tiếp xúc với những việc như vậy chính bản thân con đôi lúc vô tình cũng bị cuốn vào những việc như vậy. Hiện tại thầy đang còn sống mà như vậy sau này thầy mất thì chùa sẽ ra sao đây? Xin thầy cho con lời chia sẻ về vấn đề trên ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Đây là con người của mình đó là
mang thân cái lại thế giới chuyển đi. Vì thế mà truyền thuyền mà tới cái năm người đi tới còn kính là tôi là tính tăng người sử dụng chất lượng thì đơn luôn. Bây giờ tất cả những cái gì nó phải có cái độ quy của nó thì nó có cái quy luật của nó. Vì thế mà đây này cô gắng các bạn tổng quy thì hiện giờ bản độ quy nó cắt dần dần để hết trong độ quy nó có quy định thì là nếu mà hơn thua tăng dần thì bị các bạn cái ban quy luật nó một người nào một lần tỉnh táo thứ hai lần đầu thì nhận giúp đỡ lần hai nhận đạo lần ba tụng xuất ra ba tụng cái đồng quy như các gia đình chùa đó thì chúng tôi những thứ này bắt buộc phải có cái này tại vì bởi người ta sử dụng đến người bây giờ mình nói á tại là ta được tu đạo phật từ từ quy mà mấy ông thầy chữ tu được phật mà còn chữ là thì ta sử dụng đến người thì ta chữ thì đâu có sao. Thế giới này ta sống cái gì mà nếu mà theo coi người ta thì ta chịu để không, mình không cắt được cái giới vật lý của nó ra ảnh lên đừng có lo cái gì đó. Còn khi tôi mất thì tôi có cái đầu quy đem ra áp dụng. Nhưng mà tôi nói thật á, cái chùa này cắt ra để công bố nguyện ý. Khi công bố xong rồi cái chùa này để ta là cái di tích công bố không cái công còn thì tâm ở đây nó dạy được người nào nắm được cái bản quyền thì tâm sẽ kéo đi mà nên nhớ rằng con kéo đi người nào mà có người thì nó phải là 95% là tên người có 5% tên tên phật thần đó là cái hiểu cái giới này đừng có cách mà giờ mình đi nữa cái này thì mình chịu khó mình hiểu để mình tự mình chạy về đi còn nói chuyện đừng có tranh luận với ta làm gì nó chữ kể tại nó tích cực thì mình chỉ nói người ta này ví dụ người ta gặp thâu bỏ tánh cười thì chữa cho bạn và người này chỉ nhắc nhở một phần nhỏ thì không chỉ cười đó tự nhiên người ta ta nhớ thì không đừng có sống tánh cười nữa lo tánh phật đi lên về ngồi đây không chịu buông cứ là hơn thôi đó mình nói vậy ta cũng đụng mình ta cũng mắc cỡ ha thế nhớ cười người thì nói như vậy vì thế là chùa tiền chùa nhà trước có đồng quy đã là còn chùa tiền tông cũng có đồng quy nhưng mà gì có 5% thôi một trăm người có 5 người không đến phần còn 95 người không đến người thì phải có đồng quy thế này đừng có lo đừng có lo nhà lập cho mình đừng có nói là cái này cắt cái này cũng bỏ đi tới đây học hiểu tạo công đức về là vậy thôi chứ đừng có chê người này khen đi thì nó mệt lắm. Chê mấy cái chùa thì tâm lại tập 200 mà là ta không dám cắt lên. Cắt nhỏ vừa đủ một cái thời gian bao nhiêu năm nó xong là bỏ luôn. Còn nếu không một phòng lại là làm chi tích tao rồi cho con cho con dạy bản lịch cho con dạy những gì trong này đâu. Đâu không ai thấy gì. Con có chữ sách thiền tông cho ba con đọc, nhưng mỗi khi ba con đọc sách đều có hiện tượng là buồn ngủ, không thể đọc được bát cuốn. Xin bác cho con hỏi nguyên nhân tại sao như vậy ạ? Âm nhiều quá nó để thôi, không có gì hỏi nguyên nhân. Thế giới là khi âm nhiều, âm là nó nhiều nó chịu nổi, nó phải đấy. Bây giờ mình buồn ngủ là tại vì mình ép. Đừng có nói kiếm cái căn thầy mà nên học. Thế giải đáp đây mà cái thầy vừa vô chán vô ngồi là phải quan phẩm chất âm nó điện được âm dương này nó nét ra nó nét thành âm dịu nổi nó phải ngủ thôi 5 giây phút phải một ép nhiều mà nó có cùng ngủ thế giới này đừng có làm thế giới âm dương dương nhiều nhưng mà âm tĩnh thì dương suy dương tỉ thì âm suy nó bây giờ thế giới vật lý nó là vậy. Trời nói tiếp đi. Ba mẹ con không tu thiền tông, con muốn đưa lời dặn dò để chỉ ra các con đường luân hồi sau khi mất cho ba mẹ con biết. Để nếu họ không tu thiền tông mà sau khi mất thân sẽ biết mà vào dòng tộc chứ không đi vào làm loài cô hồn. Như vậy có được không ạ? Nhưng con sợ họ không tin vào mặt tối, vậy con phải làm sao? Như thế nào cho đúng với đạo làm con ạ?
làm con, làm cha, làm mẹ, anh em đều cho cái nhân quả không quay được. Thế gian này thấy thư nói vậy thôi, chứ cái nghiệp ai nữa không? Bây giờ mẹ con đẻ ra tu con mấy chục tuổi rồi bà đi, đi như là mẹ người khác, lúc này cho mẹ đi đâu đâu, nhân nhân quả. Còn bây giờ nếu mà muốn về một giới tư đẹp được, nếu mà bà ước cái gì xấu nữa, vậy cái thế giới này không có nói ai nữa đó. Cái thế giới dịch thì tâm ra đời nói ai muốn tu thì tu, tu không có ép, ép nó thẳng. Bây giờ người ta đang sống bình thường, đưa cái này ta tức, còn chẳng nó tức giận một cái, đi vào chiều sâu nữa, đừng có làm cái này. Ví dụ có để cho cha mẹ nghe thôi, nếu mà ông bà có cái công đức thì mình thích, cũng có thôi. Thế giới này bởi vì nhân quả thì gieo với nhau mấy chục năm rồi đi, vợ chồng để ở được mấy chục năm rồi xong rồi đi, đi qua này chuyện khác. Thế giới nhân quả chúng ta đồng đến thì đừng lo cái này, nhưng mà làm con làm cha phải lo để đúng theo thế giới này. Nhưng mà mình lo mình nên nhớ một điều bình thường, đừng khi em thì bạn tức, bạn tức thì bạn nổi lên. Bạn nổi lên rồi là gì? Cứu nước bạn cũng bị đổ, chứ đừng lấy gắt cái công đức. Đừng cứ bình thường, mẹ con vợ nói, tức thì nghe, tức thôi. Bởi vì duyên số phải có thể làm chồng, làm con, làm vợ gì đó. Thời gian đúng rồi thì hết. Bởi vì nên là khi mình hết hiểu được tự nhiên, khi là không phải mình muốn đi đâu, chồng thương tới nào cũng đi, thằng kéo đi lên. Hết đồng hết nhiệm vụ đi chỗ khác, đi khám bệnh đi chỗ khác. Giờ phải thế đi. Hai vợ chồng con đều tu thiền tâm và thường xuyên chia sẻ những câu chuyện thiền tâm với nhau. Ví dụ, nếu người nào đưa sách và giúp được người nào đó mà họ đã đạt được đến trình độ như thế nào, đều kể và chia sẻ với nhau cùng nghe, cùng góp ý để cho việc tạo công đức tốt hơn. Con nghe bác nói là công đức mà chỉ cần kể hay chia sẻ với người đối diện về việc mình đã làm là bị coi đen liền. Vậy trường hợp hai vợ chồng con thường chia sẻ cho nhau những công chuyện liên quan đến việc giúp người khác để tạo công đức như vậy, thì công đức có thật sự bị bôi đen hay không ạ? Hai vợ chồng con tuyệt đối không nên chia sẻ cho nhau bất cứ việc gì liên quan đến việc tạo công đức của nhau, phải không ạ? Nói qua nói để bổ túc cho nhau hay cách gì để tạo công đức thì được, chứ đừng có tranh luận về cái công đức. Thì cách tạo cách bình thường thì được, nhớ đương vật lực trình lực thì nên nhớ là công đức của quốc gia mình có cái ngã mình nó nhảy ra, cái ngã mình nó nhảy ra nó bị gì, nó trào lên cái ngã mình nó trào ra cái này là tất cả công đức bị vô đó. Chứ cái vị trí này nó nhảy thì đúng rồi, cái phước đức còn có cái còn cái phước đức là có mà có má cái còn cái công đức. Vì thế mà trong kinh mới nói là nếu mà ai có công đức đó, mà chỉ nổi sân thì công đức bị cháy hết. Thế nên anh ấy không phải những cái giới này phước đức, nhớ là không phải phước đức của mọi người. Thế giới này nói là vậy, phước đức cả kinh thì nói là như ta để dùng cái công đức. Tại sao mà nói là trong kinh thường nói là nổi sân đốt cả rừng công đức là đốt ở chỗ này, mình chỉ cần khơi một đại mình có công đức thôi, nó không hết. Vấn đề ý gì vậy? Còn vấn đề mà hai người bạn nhau phải có gì cách trong sáng thì được, đừng có hơn thua mà đừng có ép người ta. Bất kỳ tông nó ra đời không ai đồng ý đâu. Một ngàn người chửi hết kính trăm kính kính tuổi luôn, không phải có một người luôn. Hồi Đức Phật thế giới đi, mấy ngàn người bỏ đi, còn tâm nó cũng ngàn cái trăm người mình cũng tử rồi. Bệnh cái thế giới vật lý này khổ, cái này khó lắm, khó, khó cực kỳ khó. Mà bây giờ cái việc đùa từ tâm nó chịu cũng biết ra là phải phổ biến thôi, chứ cũng không có mong ai mà tôi cái này đâu. Làm sao tôi được cái giới vật lý này mà biểu, mà biểu bỏ vật lý sao bỏ được. Tham sân si mạn nghi ác kiến làm sao mà bỏ được cái này, khó. Vì thế mà cái chùa ta chịu phổ biến ra trong bộ ra để biết thứ nhất đừng có mê tín gì rồi,
Thứ hai, biết đường về Phật giới. Thứ ba là trên cái đất này hiểu hết, không có điều gì không, tôi nói là không có cái, không có cái gì mà nó khác với cái này đâu. Mình ra bây giờ mình được có nghe hiểu thì cố gắng tự tìm hiểu rồi đi về, rồi mình chuyển được có tranh luận ở trên cái đất mình đang muốn thì sợ để sợ kết quả thì bây giờ có 10 ngàn năm mới nói một lần mà mình mai lỡ gần cái chùa tân hiệu. Chứ nếu mà bây giờ mình mở bên Trung Quốc, nếu mà mình gần người Việt Nam ở bên Mỹ đi, thì sao có được nghe cái này đó. Thành ra mình cũng chú ý là nên nhớ là mình hiểu được này có mình âm thầm giúp người ta. Vì thế mà Đức Phật bảo một người thiền tâm không có lưu thứ nhất, không được nói tu thiền tâm là tu là chết 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 chết. Nó tu sinh tu thiền tâm là chết. Cái ngã nó ra thì rồi bao nhiêu xung quanh nó dây mình hỏi âm người ăn không là không chịu nó nổi này. Vì thế là tại sao mà nhiều thầy chữ của tâm tin tôi có mình biết ông đó ông có một chữ xem lẽ mình chó sủa và đi sủa lại mình biết được ok tại sao mình chó nó sủa nó kệ ta ha chứ mình bên nó sủa mình sủa lại cũng như không ta thôi mà để người khác sủa thì tôi nói vậy nó rụng tới mấy người sủa rồi nó thích đi. Trên cơ thể con người có 365 huyệt nhưng chỉ có một huyệt dương, và khi bắt phòng rồi không tứ đại từ huyệt dương này mà đi không ạ? Nguyệt hả? Nguyệt 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 tức là đừng theo mấy cái vật lý. Nguyệt đó là ta để ta trị bệnh ha. Còn mình đó là mình là trị bệnh gì? Mình bị cái này là Đức Phật dạy cái rõ ràng thế giới này nó bị dạy mình thoát ra thôi chứ đừng có xài cái quyền như đây mấy ông bấm quyền là mấy ông đồng y cái này thì không có xài chứ mang tâm tứ đại có quyền chứ mà mang tâm tâm của hồn là có thể tấn tấn ra hiện tượng như là có quyền anh nó có tuần hoàn nó có quyền còn người nó kia nó có tuần hoàn mà nó chỉ suy còn điện thôi nhờ có ai tới thì đi. Và các vị Phật Bồ Tát có chấm son trên chén là ám chỉ huyệt dương thì phải không ạ? Nói cái ông là thợ chén thôi. Có nghĩa là tất cả Bồ Tát hay gì ta được để chấm son này gọi là tượng trưng cho Phật nhãn ở tiên nhãn. Tiên nhãn là ta dùng cái điện từ âm dương với tần số đó. Muốn thấy cái đó có thể tập trung được cái chỗ này là nhìn thấy đi thì nó có đó là tiên nhãn, tượng trưng cho tiên nhãn. Chúng ta chưa mà tiên nhãn động tâm thì có tâm viên nó có thôi, chứ không là thế gian này có tiên nhãn thôi đấy. Nhưng mà có thì ở thế gian này nó có huệ nhãn, huệ nhãn nó nhìn thấy gì qua mà là mấy cái đó đừng có tham thì cái đó là cái gọi cái tình thấp của hồn, còn cái từ nhìn thấy thì quan trọng không thấy được. Nhưng mà bây giờ khoa học nó có nhìn thấy có cái gì cần chứng nó không có hồn nó xếp tầm hai tầm cái bác khí được thấy nó thấy là ngà cái đó thuộc về tiên nhãn kiến thức và cái này là tiên nhãn mà của nhà điện tử chỉ có một toàn năng của giá mới làm được này thôi. Mà nên nhớ là 10 ngàn năm nó có một vị rồi bây giờ ông nói là cho mình nghe mình nói là cho vui thôi chứ mình không phải tiên nhãn gì đâu. Lúc mà khi mình nghe được ông phân tích cái này mình rất hay, rất có lý. Hồi xưa mình không biết mình mù cái gì cũng tin. Bây giờ nói là cái đất này nè là em mình muốn phú tập cương rồi thần thực thi nhân quả rồi có hồn dẫn đi trong trời dẫn đi mê tín rồi có hồn dẫn đi mê tín từ đó thì đại quốc biểu sao vậy thần thực thi nhân quả rồi thần là có hồn dẫn đi mê tín chỗ nào mê tín là theo nó nói thật còn mình không mê tín không được tới em thành ra thì hiện tâm nó ra là rất chỉ rõ bản chất con người của mình. Hồi xưa là ai biết cái nó là có phúc tánh không ai biết phúc tánh là cái gì rồi nhiều tay đó nó tu thì thấy phúc tánh thì nó vô tu cả ba bữa nó thấy phúc tánh thì nhưng mà không phải phúc tánh nữa là cái tánh gì
trong núi thì có hồn là ở gì thì nó vào đó thì nó giúp mình. Vì thế mình tại sao mình vô núi ta tu nó lên thì có hồn mà nó niệm tất cả các núi và núi đá thì thần tự núi và đất phan đá vô hồn ngự lên vũ trụ đó. Thì nói đây là thì ai muốn tu hiển linh thì vô núi tu hiển linh cấp tiền bảo đảm bán nhà lên núi đi ra mình chui vô cái hang núi nhà ở tu được ba bữa thấy đủ đúng đó. Nhưng mà nên nhớ là thấy thì ba ngày sợ chạy xuống nó không giải quyết được vấn đề mình làm đúng giờ nói tiếp đi. Mẹ con không tu thiền tông nhưng mà đã đọc hết bộ sách và tin theo pháp môn thiền tông này, vậy con có thể cho mẹ con nghe lời dặn dò dành cho người đạt bí mật thiền tông để mẹ con biết được không ạ? Bây giờ cái lời dặn dò nó phổ biến ra rồi thì phổ biến rộng rãi, nhưng mà đừng có ép gì cả. Họ nghe thích thì nghe, cho nghe không thích thôi được thì còn nếu mà đưa nó là tình cờ đưa nó như cái này hay quá mẹ nghe rồi sao được nói vậy, thì nào vẫn nghe mà nó hút vô thì bắt đầu tin tới chuyện ta đi đến. Còn nghe bữa nay đưa ngày mai đưa thầy có thấy gì mà né là được, có nghĩa là bắt kiếm nổ phải né. Thì tại sao cái chùa tâm hiểu đức của người tâm mấy người tu người tâm nó tới chứ mấy cái chùa kia mấy người mà không đúng cái đánh giá mà tự nhiên ta nghe nó sao nó đâu đó. Thì đấy mà tôi nói là mấy ông thầy á vô đây cũng xin sao bố rẻ và cái gì chưa có biết thì đâu mà mấy ông chưa có làm cái này mà tôi nói tự nhiên nói là một cái công bố hoàn toàn cái gì hết từ lúc đó không thấy đâu mấy ông thầy thì dạy nhé đây là thấy hồi xưa biết có nhiều người thật tu về cái tới dữ lắm bây giờ đã công bố rồi đi tôi đi chiếm công bố rồi nó mình phải biết phải là ăn phải chỉ như thấy là sợ thôi nên vì được một tí cho nó phải tiếp đi. Xin thầy chia sẻ giúp con về việc con phải tránh làm phước đức ở trong gia đình và ngoài xã hội ạ. Là gì? Xin thầy chia sẻ giúp con phải tránh làm phước. Tránh làm phước cái nghĩ gì cái trong mình đang suy nghĩ đi ở đó hiểu là làm phước thì để này gì đó thêm cho mình cũng đó bây giờ nếu có đúng ra mình ở đây thì làm phước chúng ta phải làm phước để đi để cho cuộc đời mình nó khỏe. Nhưng mà cái quan trọng nhất á hồi đó mình không biết 10 lần làm phước hết 10 lần bây giờ biết làm 2 lần còn là cậu 8 lần làm công đức chứ giờ sao ra thế giới không có tránh được. Mình đi chơi với người ta, ta làm gì thì làm đấy, nhưng mình vừa dính thôi. Hồi xưa mình không biết phước đức ác đức đạo đức là cái gì, giờ biết rồi mình làm đúng thì nó khỏe đâu. Mà mục đích là gì? Đời này cố gắng làm để đi về một giới để mà trở về, còn nếu không có thì đâu có qua rồi một cái thì không có cách nào đó đợi được 10.000 năm. Lúc 10.000 năm rồi mình có còn ở đây nữa không? Hay là mình đi đâu? Đúng rồi, mình đi vô làm loại thực vật ta đến 1 tỷ năm mới ra rồi đó. Lương ra nó lấy một tập mà nở luôn thực vật 1 tỷ năm cũng tính đi. Là cái cây mà một cái nổi cây mà mấy trăm năm không được chết luôn. Mình mới hiểu mấy người tại sao trong kinh của Phật nói là một khi mà hấp thân người cũng trở ra từ người có hấp hơn nguồn tìm một cây ở giữa biển và tìm một cây trên núi. Mình hiểu tiền nó là mình cố gắng mình suy xét cho kỹ cái gì tâm mình không bắt mình tin tính nhưng phải có bất cứ nào ông nào dạy hay hơn cái này thì mình biết nó còn không có thì mình bám bám này mà bám cái này bằng trí tuệ tu có nguồn nhớ là thiền tâm không có tu nguồn tu mình gọi là ăn hiểu của nó vì thế mà Đức Phật tin như pháp đi qua Đức Phật bảo là lúc mà nghe Như Lai mình hiểu đó, thì đúng còn như nghe ra không hiểu rồi tin đại rồi ông là ông chịu rồi nó sai gì bây giờ nói đạo Phật là giác ngộ tôi trở đầu của tôi tương giác ngộ vậy rồi mà ông giác ngộ tôi có gì nếu mất thì giác ngộ mà ông giác ngộ tôi có gì đây rồi mà là tầm bảy là mà được không hết giác ngộ mà ông cứ là giác tiền không giác kiến thức
làm sao? Bây giờ lâu quá cho công trình là mấy ngàn năm cũng không có bị chết ở chứ không chịu nó giá cái chuyện này cái giá tiền cũng không chịu giá ngộ thì rồi thì tâm cái chuyện cũng bận là phải giải thích giá ngộ chứ không phải giá tiền không phải giá danh giá lợi cái này trong trường này có gì đó thì thế mà đã vô đây có cãi lộn thì bị giá danh nữa rồi em nó khổ là cái này thành ra nó khó là phải có cái chuyện này. Thì thôi bây giờ cái dân này ông Phật ổng nói là từ ngày từ khi mà ổng nói cái chuyện này ra một thời ổng á có mấy người được mười mấy người đó nhưng mà bây giờ rất nhiều nó tính ra cái chỉ thì tầm được bảy tám ngàn người được đó còn người đó ta biết là chưa cấp lên rồi những người kiếm mật tiền tâm tiền người tiền tâm không tiền cái chung cả người chứ không tiền mà giờ nếu mà tuy có một cuộc sống tâm nhẹ nhưng mà bao nhiêu người về được bao nhiêu người mà họ lợi dụng cái này mà ta họ đi vậy nó đi ra cái rồi mà cũng nhận đi sâu nó chứ phải đâu bình thường có người bình thường á thì tạo phước đất sự đi đất về cái cuộc này nó không tạo phước đất được mà nó quay ngược lại nó ra đẩy nó vô luôn cái rồi bỏ cây qua lá cũng không biết rồi bỏ cây qua lá không có ngày ra đâu. Bởi vì tại sao còn cái vai lắm nó mọc nhiều là tại vì con người ta nó làm nhiều quá nó mới vô cái loại đó nó sắp đấy là cái nhân quả mà giờ có phải tiếp đi trong cuộc sống đời thường không tránh khỏi những bữa tiệc mời nhau ăn uống tặng quà hay khen thưởng thì khích lệ nhân viên làm việc tốt vậy con phải làm sao để việc đối trong sự thế đó không ảnh hưởng đến con đường giải thoát của con không chú chỉ dân con cái này cái ý ấy, hỏi cái ý không nói chậm đo á trong cuộc sống thì có ăn uống tặng quà khen thưởng nhân viên rồi muốn sao cách nào để không dính gì cũng được giải thoát tu cho cuộc đời không dính mắt thế giới này ăn uống thì cứ ăn uống nói gì ăn đấy ăn mặn ăn chay thành vấn đề nhưng mà quan trọng là ông thần nữ nắm mình khi mình chết ông nữ nắm mình đừng để có mặt chứ mà ăn chay mà ngậm ngậm cứng ngắc thì cũng như không ông ăn chay mà làm bước về là đó nắm nó bị nước tương lạc á ông ném mày lên đó còn bây giờ cái thế giới nhân quả thì thấy đây là gì thần mình đi nhân quả khi mình mất rồi nhìn trong bản thân mình nó hoàn toàn tâm đức của mình không thể ở thần không dám nằm thì nó không về cái bái sư phụ về đến tự cũng dám rớ sư phụ đó nhưng thần kêu của sư phụ là vẽ ra em không chúng tôi bắt đầu mình rơi chứ khi nào mình có công đức mình rơi không thể trở nhà khi nào mình có công đức phước đức nha nha không thể trở nhà cho ông thả ra bởi vì khi trưởng dòng tập á khi vô đây vượt thanh hỏi về cái chân nào về đủ đấy bây giờ thời gian ngắn và khoảng thời gian ngắn bao nhiêu ẩm thức cũng ngắn không biết chưa rồi đi vô đây để lên đời ở trung quốc 100.000 năm của cái 100.000 năm mà phải để còn ở đây khi vừa tiếp đến đến 100.000 năm cái này còn cho tôi mượn thân khác đi ủa thứ nhất của chúng ta đi đâu rồi hả ông chú cha nó nói là vô đây tưởng thì lên trúc để đã 100.000 năm vô vô phật ra đời rồi mà chưa chịu về đó là mình dẫn họ là không vô trong một tiếp rồi cái đi rồi lâu họ thấy đi rồi ngày này họ sao xuống nhẹ đi ngồi thở gì nữa sao nó mất đồng thấy không thấy được thì coi số bộ không thấy cũng đập trúc với đen thùi với đường đâu thấy được đó rồi khi đã mấy mấy tỷ năm rồi mới tới đây là mới trình diện mới ở cứ có một về để chung trình bày đừng có hỏi chào hỏi tôi gì mất công mình là thế giới tự trí thì nó phải hiểu quy tắc làm sao ông thành có lý trình cho mình là mình về để có chân cầu chính lại được mai đâu có ai tiếp gì luật nhân quả con người bị bệnh tật cũng là do nghiệp vậy người dùng hoặc bồi dưỡng cứu chữa khỏi bệnh cho người khác là vi phạm luật nhân quả thì người cứu chữa đó có bị nhân quả hoặc lại mình không ạ? Là thầy của thầy một chú thế là cái là thầy cho cái tình tạo ra cái gì mình mà bị bùa không phải là cho mình mê tín
mình thích nó mới vô, mấy cái dâm nó mới vô, mấy buồn ngã nó mới vô, mình không, mình mà đừng có thích cái này ta mới làm được. Còn cái vấn đề mà ta cái nghề ta xong ta chấp nhận chung nhân quả này, ta chấp nhận vì cái đồng tiền và cái dâm thì ta mới làm cái này. Chứ bây giờ nói về mấy ông thầy sư cứ hỏi ông cũng nói giác ngộ về đó, nhưng mà ông nói cái miệng thôi, chứ là ông đâu có gì đâu. Mình phải hiểu tất cả nghề trên thế gian này đều qua nghiệp á, nghề chi từ bác sĩ kỹ sư giờ thầy bùa thầy dạy qua có nghiệp á, hỏi có nghiệp dương và nghiệp âm thôi. Trong cả thế giới đất này anh ơi, trong kinh địa tạng thì đức Phật nói là chỉ một khoái động là tạm có nghiệp rồi. Nên nhưng mà có nghiệp cỡ nào không cần biết mang con nước tôi không ai được thi nhân quả là tôi đi vô trong trung tâm nhân hạnh ngồi thì nghiệp phước chiêu của tâm anh ta hết, nó là điện từ chứ có gì đâu. Dương thì nó cấu bằng điện từ, điện từ dương âm thì nó cấu tạo điện từ âm, vô trung tâm nhân hạnh phá nó trở về cái bản chất của nó thì mình tất phật và có nước về. Còn cái kia thế giới này như thế mà vô trong đó thì nói là mới thoát ra một con nghiệp chiếu cổ lên không, nhưng chiếu không phải do thế giới này nó tạo ra. Mình vô đó, vô đó thì cái nghiệp chiếu không thấy nó tan ra rồi, thì Phật giảng ra nó thoát của cái con này. Rồi con nói này nó có ý gì thế này, một người bị bệnh đó là do nghiệp, nhưng một người mà khi mà dùng bùa chú mà cứu cái người bị bệnh đó, cái người dùng bùa chú đó cũng có bị nhân quả hay không? Cũng nghiệp luôn, nhân quả luôn. Cái đất này thì cũng không cứu ai được là được, cái nghiệp người ta phải chịu rồi. Bây giờ cái nghiệp nó đổi bằng cái phước, cái nghiệp đó nó không có được chứng nghiệp giống như mình không có tiền mình chết á, còn có tiền hơn mình là cái phước, cái phước nó cứu mình. Trong thế giới nhân quả này thì nó trao đổi bằng nghiệp âm nghiệp dương, chứ không phải là nó cố định. Giống như mình bệnh, mình không có tiền mình chết, không có tiền sao chết. Mà nếu mà cố định rồi, nhưng mà trinh nghiệp rồi phải chết, hết tiền thì chết, trinh nghiệp rồi phải chết. Giờ mình hỏi tiếp đi. Từ khi con tu theo pháp môn thiền tông thì trong cuộc sống hàng ngày con âm thầm cái nhìn từ bên ngoài cũng như bên trong, con thường hay cảnh giác và không thân thiện với những người ham danh mê lợi và những người có điện từ âm quá dày. Và đối với người bên ngoài thì con thường hay tránh né họ, và người nhà thì con thường hay im lặng mỉm cười và nghe họ nói để cho qua chuyện. Vậy con sống như vậy có đúng hay không? Đúng rồi, những chuyện của mình là hiện tại là giúp đỡ được người nào thì giúp. Thì cái giúp đây, cái thiền tâm thì mình có nói đến sếp cũng được. Ai cần phải giúp được con. Nhưng mà bây giờ muốn giúp người ta là cái gì? Có cái máy quỹ sách cho tâm vực rồi. Thích thì giúp người ta cũng thích thôi. Đừng có khuyên một cái lời nào nữa. Thấy tập thay máy ta hỏi tiếp thì mình đặt giúp người ta, không nói không. Mở mặt đưa về thì bắt đầu mà đưa cuốn sách mới gặp mặt mà nó đem nó đã và nó biết là nó ghét rồi. Mình sẽ tới này sẽ vậy. Cái chuyện tâm này không quyết người ta không tục nhận lý mình tục kêu gọi nha. Tất cả những người nhận lý ưa thích kêu gọi xưa đầu tiên khuyên ăn chay rồi đi 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 của đây rồi kia sẽ đâu có vật lý. Còn cái bài vấn đề thì tâm quan trọng không có thể được. Ai cũng tôi còn muốn biết cái chỉ cho họ biết thôi. Giờ con phải từ khi con theo thiền tâm và hiểu được lời Phật dạy thì từ đây ngày càng con càng bị nhiều người ghét. Mặc dù con không làm gì họ và cả lời nói cho đến hành động, nhưng trong cảm nhận được là họ không ưa gì con, mặc dù con không nói trước mặt
không nói với mặt con, nhưng con vẫn biết, mong thầy phân tích cho con hiểu. Hôm trước đó, mình tu Nhật Lý, người ta đi 10 chùa rủ mình đi đủ. Nhật rủ ta đi với cái đó phải rồi. Không nói, nhưng mà chưa được rủ cái gì là ở đây. Nhật rủ 10 món, không làm món nào mà nó ghét phải rồi. Đó là cái giới này nó là gì? Còn nếu mình nói thẳng ra, nó đặt mình rủ cái chương, nó hỏi ra đi. Đừng nói tiếp đi. Trước kia con thường nghe người thế gian họ nói chỉ cần nhìn thấy người này là đã không ưa rồi. Và tiếp xúc với họ, khi tiếp xúc với họ vậy, có phải cái người chỉ cần nhìn thấy các người mà đã ghét họ là vì hai người này là có ân oán từ nhiều đời nhiều kiếp trước hay không? Đúng rồi, cái này là do nhân quả. Nhân quả nhiều đời thì kiếp thấy mặt cái nhân quả cho cái nhân quả. Mà cái ghét này là ông thần bởi giúp mình. Ông mà, cái bản thân người ghét thì nó không thần phải làm sao cho mình ghét chứ không phải tự người ghét. Vì thế mà mình thấy rõ nhất á. Mình tự nhiên mình làm xong chỗ này mà không chịu. Chắc một ca lắm, hoặc đi đi chúng ta. Đi chúng ta mới sống được. Là ông thần cũng yêu mình đi với ai. Cái nhân quả không phải bày tay, nhân quả phải là kia, là về nước này, nước kia. Ông thần dẫn mình đi. Cái nhiều người mình có ở đây, ví dụ như đúng lúc có con từ thị sản không chịu ở Việt Nam, còn con Mỹ giả nó tay ba tàu ha. Làm thần dẫn nó đi, nhưng mà cái này phải nhìn nó đi được. Nếu mà không có nghiệp dẫn thì toàn thờ nó hợp hợp, không phải chứ. Cái số nó ở chỗ này, nhà mày chỗ này nè, việc làm của mày chỗ này nè, thì chúng có đi được. Nếu còn không có cái việc này, không đi được. Rồi, con hỏi xin gì? Người đến chùa thiền tông muốn phái Phật mà công đức không bị bôi đen thì chỉ nên phái vào lúc chuông trống bát nhã cất lên hoặc là lúc kết thúc, có phải như vậy không? Nên phái ba cái Phật phái là phải là như thế nào? Ở đây phải chết thì có lại rồi. Chả xa cho cảm ơn như lại con hiểu rồi đó nha. Đúng rồi, tiến chào trong lưng đó. Rồi nó một quỳ lại xuống. Biết đâu, ổng nội trên chứ có hộ nội dưới. Vừa xuống cái đầu xuống có hộ nó rờ đầu mình là thua được rồi. Phật, công đức gì cũng không được, có rờ được mình là công đức nó còn được. Vì thế mà thấy cái mình, cái gì đâu nó không có lại này cho mình. Không có cúng không có lại. Nếu cúng, nó cúng thì có cho mình không. Nhưng mà cúng, giờ chất lễ làm gì mới được. Còn không biết cái ngày nào cúng, đó họ cúng thì chết lên. Tại mà cúng cái nghiệp đó là con hồn cũng được. Rồi người ta, mà con hồn cho mình thấy mới giờ lại đi về nhà cúng số rồi không tưởng là Phật cho, ai thì nó chung của mình nữa. Rồi ta có đại tiết người ta, nó không đeo vào đầu cũng thấy. Cái thế giới này Phật nó đến là chỉ cách đi ra. Chứ phải còn chính lẽ được không gì được tại cái thế giới này thành quản lý. Thực thi nhân quả vô hồn làm điển linh, mình phải hiểu hai cái này. Mình hiểu được hai cái này thì cái mê tín từ nhiều dạng mất rồi. Có phải thế không? Trong lúc con ngồi dự buổi lễ truyền thiền tại chánh điện hay ngồi nghe thầy giải đáp thì con rất hay buồn ngủ. Và có nhiều lúc con không ngăn nổi cơn buồn ngủ của con. Có phải là do thần âm kéo con hay con không có công đức nên mới bị hiện tượng như vậy? Nó âm nó kéo cái gì đúng rồi. Trong cái âm mình nó kéo mình giống như ở thế gian mà gọi là khi mình ăn no nó buồn ngủ, ăn no nó nặng lại con mắt nó kéo xuống nó buồn ngủ. Còn nếu mình ăn nặng quá nó mình nghe cái này dương nó chịu nó không ngủ. Dương gia âm ngủ đồng nhất với cái này ngủ mình dương mình nó chống nhau trong khác rồi thì nó lo cái gì đó. Thì bây giờ biết mắt nó buồn ngủ kìa. Khi nhận cho mượn sách bảo đảm tiền khá xong, có hai người nghe lên đây tự nhiên hết ngủ. Có công đức cần có một được. Đang còn nếu không có công đức chắc chắn tình. Rồi, tụi bạn đi. Có một vị tu sĩ đã được cấp chứng chỉ tại chùa Thiền Tông và có giúp được một số vị hiểu được Thiền Tông mà thời gian qua họ gặp được trục trặc, một số trục trặc. Vậy họ phải làm sao?
tu sĩ mang cái danh đó là bắt đầu phải cúng tụng lại. Và thế giới này cúng tụng lại là cúng ai? Mà không có đây cúng ai, cúng hồn cũng thật không ăn mà cúng ai? Thì đương nhiên bây giờ mình vô đây là chắc ông mà mở ý mình chào mà theo mình á, ông là có dễ mình. Vì thế mà tôi nói cái người mà tu quá tăng thịnh hành đúng tu thì tâm, tu thì tâm là con người quá sẵn rồi. Bởi vì tu quá là cái loài cô hồn mới giúp mình. Trừ trường hợp mà người ta có cái phút đức quá lớn thì nó không cần. Còn mà có phút đức chập chờ đó mình làm ăn mà nếu mà mình vô được này thì chắc chắn phá sản. Không, đôi khi nó ủng hộ mình được người ta. Mình phải hiểu thế giới này. Còn nếu mình chấp nhận gan tôi mình phải dẹp cái chuyện kia. Trường trường hợp mình có phút đức thật lớn mình không thờ, không cần ai giúp hết thì được. Để hiểu thế giới này là thế giới của khỏi âm. Mình làm cái gì mình trình khỏi âm đó. Sao mình phải biết đi. Khi một chú ấm thân nhập vào loài cô hồn rồi thì sẽ mang tánh hồn. Vậy tánh hồn đó có quên đi hết quá khứ của mình hay không? Nhập vô trung tâm, nhập vô cái cô hồn và còn nhớ hết. Chỉ cần vô trong tập không nhớ mà không được gì nói thì vô trong tập để đi lên ngồi. Nhớ không được gì nói mà cái người mà ở giờ cô hồn đó thấy là vì thế mà những cái người mà nói quá khứ gì lai là ai nhập vô đó là cô hồn nhập đó thì ta mới nhớ được cái mà không quên đó thì kiến thức nó phải vô kiến thức của người mẹ thì mới quên còn nếu không vô đây là còn bất cứ tử cung nào cũng phải nhớ hết. Nhưng mà cái tử cung tứ đại á thì quên thiệt lễ quên 100%. Còn cái tử cung mà của loài cầu vậy nó bằng địa nó quên đích thôi, nó còn nhớ. Nên nhớ là duy nhất mà cái tử cung mà của cái loài súc sanh á còn quên nặng hơn quên minh luôn. Một cái người con người á tử cung người mẹ tứ đại nó thuộc về âm dương quân bình. Thành ra cái nhớ nó quên một phần nào thôi à, vì thế mà mấy cái người mà học mà thông minh nó là tiền kiếp nó đã thông minh rồi, nó đã học, họ đã học rồi. Còn mình chưa, bởi vì thấy cái người mà từ cái loại súc sanh mà hết kiếp trở lên hoàn toàn khó đậm lắm. Mình phải nói vậy thì cái đó thế giới nhân quả mình phải chịu thôi chứ không nói được à. Đường bất cứ ở đâu chỉ còn cái đường của hồn nó có vô đường nó có đầu tay vô nó tự ban luôn nó cần nó làm tiếp của hồn vì thế mà nó chưa biết hết đời trước mình gì thì nó theo dõi nó biết hết thì nó nhận cho nó nói nó cũng đi mình tưởng nó là thắng cái sự tận tâm của hồn cái chuyện tâm cũng chặt được cái này thôi còn ngoài kia không chặt tại sao chuyện tâm anh cũng có gì rồi đó nữa đây nè tất cả 37 pháp quán trận lập của những người tu sĩ không thích hết hồi nãy cái diễn đàn này có không thích được 2 cái 3 cái quá khỏi đầu và cái biết dụng thông theo gian dụng tượng đó đây là nằm trong 37 quán của những người quán mà gọi là biết quán khỏi đầu đó là từ tiểu thừa lên đại thừa khi nhớ xong thì sẽ nó mất đi là đề này rồi anh tu cũng gì tự nhiên tu kết quả liền thấy biết liền không có chạy đâu khỏi đó rồi đúng rồi thế là nên nhân nhân không gian là cũng như quy luật nhân quả luân hồi của trái đất và tam giới thì các vị thánh này có biết được hay không? Khi một vị Phật nói về thời gian với không gian thì người ta có biết thánh không biết là gì mình đang phải nhớ là bây giờ đó ví dụ bây giờ này cái hồn mà mình chưa có điện sinh được đó cái ông nói là có ai dạy không, cái đầu tiên cũng không ai dạy ông nằm ông tự nhiên ông tiếp cận được cái công thức mà phát ra điện rồi ông lấy chặt chắc làm nhảy ra nó phát ra điện thì sao mà khi mà cái điện nó bắt được kia bắt đầu đi theo một cái làm cho phát triển ra
Nhưng mà cái đời nhân bên bây giờ mình sang bên nhân loại nó mất hết thì cái công thức đâu có trở gì nhân cái không gian. Hơn nữa thì 10.000 năm trở lại lấy lại sai. Bây giờ tại vì nói cái này ra thì nó bắt đầu nó mới dần tàn vỡ Thích Ca. Ông Thích Ca xưa cũng lừa mình. Ông không gì đâu. Ông đã hiểu rồi, ông xuống đây. Ông lấy cái định nhập cái đạo Phật đó, từ không gian xuống dạy mình. Chứ mình hãy phải nghe. Dạy vụ trần ông phải nghe gì đấy mà ông có dạy. Làm pháp môn tu một lý để người ta theo. Nó cũng dạy cái này nó không chịu. Tất chừng vì thế mà ông phải phổ biến cho đến bà mà từ pháp ấy công bố ra để chi để một số người biết đi được rằng khi mà trong vấn đề cái đất đi vào thời kỳ quỷ diệt vì thế mà cứu được người nào hay người đấy từ sau đó đó cái lời người bị chìm vào trong cái quên lãng nữa rồi bắt đầu trở thành đi vào đồ đá. Đồ đá nó chỉ có ba cái bàn, ba cái thời kỳ đồ đá. Đồ đá xong rồi mà khi mà có người đồ đá mà thành lập được bộ lại. Bộ lạc rồi mới có tranh giành nhau. Tranh giành nhau vì thế mà vị thần mới lập ba cái đạo thần để đi. Đừng có tranh giành thần bé không chết. Thì người ta sợ, nghe nó thần bé không có sợ. Rồi tới bộ lạc mà nó lớn thành quốc gia. Quốc gia rồi thì cũng đi chiếm quốc gia nhỏ, quốc gia lớn đi chiếm quốc gia nhỏ. Vì thế mà vì còn ăn còn giác tức đạo Phật ra đời để chỉ bằng sự thật, đừng có tranh giành. Nhưng mà chỉ chúng ta nghe thì sau đó ông chỉ bằng giờ nghe giờ không nói ra thôi. Rồi sau đó ông mất ông về một giới thì tiếp sau là một đạo thần thánh bắt đầu ra đời gọi là Tam Giáo Ban Thời Kỳ Lâm Đạo. Ban thời kỳ lập đạo, mà thời kỳ thứ ba là do một vị thánh lập, do các vị một vị thánh lập nhiều đạo, chứ không phải là một đạo. Một vị thánh lập ra rất nhiều đạo. Mục đích là gì? Tam giáo tập nguyên ba đạo duy nhất là tinh, định, thiên, diệu, trí. Đó là tam giáo tập nguyên. Tam nào cũng vậy. Tất cả đạo trên thế giới này hỏi gì? Linh có gì không? Linh trên một quả ở có gì không? Không có gì hết. Mà duy nhất chỉ có cái đạo Phật là nó có pháp môn đi ra ngoài cái lực cái trí này. Mà phải dạy khi nào là người dân minh mới dạy được. Nó phải hiểu thế giới này. Mà mỗi một lần mà đạo Phật ra đời thì không có mấy tâm người, không đánh nhà người về một giới được thôi. Còn bao nhiêu chúng ta đi theo luân hồi nữa. Có ra cái quyền này. Thánh thì có nhiều cấp bậc khác nhau. Vậy cấp bậc thánh nào có khả năng tạo ra cái hình ảnh Đức Phật giả để in vào ma tiêu nhằm ngăn cản chú ấm thanh trở về Phật giới? Thánh được hành thì không tạo được, mà thánh cấp bậc trung tạo được. Thánh thì có ba cái dạng, một là thăng thánh thế giới, thánh thế giới, rồi thánh quốc gia, rồi thánh dục, từ thánh dục mới tạo được, còn là thánh thừa hành không tạo được. Giống như thần thừa hành chỉ là cái hiện tượng nhỏ, quản lý nhỏ mà. Thánh thì cũng đẳng cấp, bởi vì trên trái đất này người ta cũng phân là bốn đẳng cấp, thánh thần cũng bốn đẳng cấp, mà thánh cũng bốn đẳng cấp. Ở đây mình là chủ quốc gia, là chủ được chủ địa phương thừa hành các phụ quốc thì thánh thần nó cũng đạt cái dạng này thế nào, bởi vì nó là chuyên gia nó phụ động quyết định trên cái dạng tổ chức thế nào, loại thần tổ chức y như này và loại thánh tổ chức y này không khác cái nào là một hệ chi. Còn các chú bản thân nói chuyện với nhau như thế nào, có khác ra tiếp như con người hay không? Cái gì? Chung ấm thân trao đổi với nhau như thế nào có khác ra tiếp như con người được chứ, ta nói bằng chuyện từ chúng ta nói chuyện từ mình ở đây nói bằng cái âm thanh, bên kia nói bằng cái pháp trần, bằng cái tiếng nhỏ giữa cái thế giới đó là nghe thôi. Là ta đừng có chuyện chứ mà bình phẩm cũng vậy, chúng ta cũng vậy, nói bằng cái đó bình phẩm không sức hút vật lý
Minh thế giới này và tam giới đều sự thiếu hút của khí. À, tại sao mà trên cái vật giới và điện từ quang nó có một cực, nó còn đây hai cực, điện từ âm dương nó hai cực, thì nó không có thiếu hút, gọi là nói ra của bằng vật lý, thiếu hút của bằng lý mà hơn của bằng vật lý, nó gọi là vật lý. Thưa thầy, cửa hải chiều âm và cửa hải chiều dương của tam giới có bị dòng bảo vệ đặc biệt của tam giới che không ạ? Hai cửa này có đặc biệt gì khác không ạ? Có nghĩa là cái bầu hoàng đạo nó quay giữa cái trung tâm bầu hoàng đạo nó quay, vì thế mà cái mặt trời vậy á, nó sẽ chiếu vào trong cái hai cái đường này, chiếu lên là hướng bắc, chiếu xuống là hướng nam. Đó là cái đó, đó là cái chỗ đó không quen. Nhưng mà nếu mà một tánh thật muốn vô đó, đó thì phải tạo mấy cái cách nó che lại đi, thì cái lửa tâm của nó không phát ra được, thì tánh thật mới vô được. Khi đi ra nó cũng nằm ở nhà này, khi đi ra phải cái đất che cái trung tâm nhà này cũng còn đây đi, thì nó đi mới cho cái gì ra cái đồng nam của cái đất mà ta gọi là đồng chiếu. Cái gì về thế giới này vô là âm, ra là dương, nó phải hiểu thế giới cực lý đó là vậy. Nếu mà cái đất nó không quay nó cả được cái này thì tâm thần không dùng được, mà không về một giới được dùng nó rốt liền, không rốt rốt luôn nó kêu bạn, tuy nó bất hoại nhưng mà nó rốt chịu không nổi. Nên nhớ là vô ra gì cũng phải đợi cái đất nó che, vì cái đất nó có từng con đôi nó bảo vệ, bảo vệ cái chuyện trên cái lửa tam muội này, còn nếu không có thì không ai chịu nổi. Chờ có phải đi trung tâm không và cơ thể cấu tạo bằng điện từ âm dương, khi ở trong thế giới vật lý vẫn phải ăn, vậy họ ăn bằng cách nào ạ? Họ không có mũi, làm sao họ ngửi mùi thức ăn được ạ? Con mình của mình trước đại thì bắt bắt mũi ý thân, thì cái kia nó cũng vậy, nó cũng có người, nó cũng người bằng điện, nó cũng bắt mũi ý thân nó giống như mình thôi, nhưng nó cấu tạo bằng điện từ, còn mình cấu tạo bằng tứ đại. Ở ngoài trời là cấu tạo bằng nhất quá trời cơ giới, cấu tạo bằng điện từ âm dương năm màu sắc, còn bằng ngoài trời ngũ sắc chín tịnh độ nó cấu tạo bằng điện từ âm dương 12 màu sắc. Ở trời vô sắc xuống tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc, nó vẫn nói tất cả thế giới nhân quả này ở đâu nó cũng phải thành hình thành con người, thành cái vật chất ở cái cõi trời vô thủ sắc, cây cỏ và đá bằng điện từ âm dương, chứ sao nó nước cũng bằng điện từ âm dương, còn bên đây thì gọi nước bằng tứ đại, đất nước nó lửa, bên kia nó cũng đất nước cho lửa nhưng mà bằng điện từ, tùy theo cả thế giới vật lý thì nó cũng hút bằng tứ đại, hay là hút bằng điện từ. Điện từ kia là không màu sắc, 12 màu sắc, 5 màu sắc, 3 màu sắc và phải điện từ. Còn có người đầu tiên vi sinh ở đây là đánh đèn vào âm dương rồi, khi nó có lưu dễ nó phát ra lưu dễ nó mất theo nghiệp, nó tạo thành thể khác nhau. Với thế giới này nó phải lưu dễ nó mới tạo hình thể được. Vì thấy không nè, bởi vì còn bởi vì cái tính người nó đâu có đâu, vì nó phát ra cái điện từ âm dương nó quay cái thân tứ đại, thì cái thân này nó phát ra được cho một cái 16 cái tánh từ, giống như 2500 nó nằm yên nó không thấy, nó quay đi nó quay theo đi ra, nó quay đúng đường nó phát ra điện, rồi điện này cũng chế cái màu gì thì nó thấy kỹ sư chế thế giới vật lý thì nó là vậy. Lý nó tứ đại điện từ âm dương có nhiều loại, chứ phải ấy âm dương không tránh đèn, âm dương ba màu tránh tránh đèn vàng đỏ, rồi năm màu sắc đỏ vàng che đen tắt, rồi cái 12 màu sắc đỏ vàng đen tắt ba mỗi cái ba lên ba lỗ, ví dụ tránh ba tầng bốn cái thành ra 12 màu, nó mới ra từ theo nó thì nó tiếp quay từ cái bộ hoàng đạo, màu hoàng đạo này 12 màu sắc thì nó quay cái quy luật của nó, vì thế mà chỉ không
âm dương, một dương là luôn được thiên nhãn trên giữa đất, thiên cái giới quan trời này, anh đã tụ quy tụ được 12 màu sắc điện tử này, luôn luôn đợi cho thành tố này thành tâm phải lập thiên nhãn, từ ngày đó tụ nó đi nó nhìn thấy, giống như mình đã thấy cha này, mình đeo cái gì trong cái chiếc con mắt mình cũng có mắt này nhưng mà thấy rất xa. Giống như mấy cái người mà sẵn thị đó, phải đeo con mắt diễn thị cũng nhìn xa được, nó cũng là cái nhà là cũng có mắt thấy nhưng mà cái nhận thức biết. Thì cái đạo Phật nằm trong cơ mình cũng nằm trong cái dạng này, nó gọi là nhật trí cho người khác đó, ta không biết. Thành ra bây giờ thiền tâm nó ra đời mục đích thì nó nói tới đất đây chân thiên rồi là thay thế. Và ai tu tức lên tiên thì đều thanh tạo cho mình phải hiểu thế. Vì thế mình nói cái này ra ta thưởng lại cái đường tu thiền tâm sẽ không còn mê tín nữa, là tại hiểu cái nguyên lý đó chứ không phải giỏi gì. Hiểu nguyên lý thì không sợ gì hết, còn không hiểu tưởng ra thấy cái chuyện gì bắt đầu tưởng ra tám là bắt đầu sợ nha. Bây giờ tu thiền tâm hiểu là không sợ, là không phải được. Trung tâm thân của các vị A-la-hán ở trong đường sâu cuối thẳm thì họ ăn gì ạ? Không cho ai ăn gì. Mình ở đây thì ăn đứng đại, còn người ta cái A-la-hán. A-la-hán là cái gì? Đứng hiện từ ở dưa mà chút chỗ quán lạnh. Trong quán lạnh nó vẫn có mùi, mùi cái gì trong đó? Thanh núi nó vẫn phát ra cái mùi tan nữa. Thì cũng ra cái gì? Tại sao ta ăn tầm nữa là tại nó thích cái mùi nó không lắm. Còn mình đến đây thì mình ăn tất cả, tất cả gì điện đường như thì ăn bằng cái mùi. Còn nếu mà mang tên tứ đại thì phải ăn bằng sắc thể, vật chất và con người. Trong trong ta núi nó vẫn có cái mùi chứ sao không? Thì họ sống bằng đó, giống như mình ở đây mà đang chai. Họ ăn thịt, họ ăn thịt cái ăn thì ăn chai ăn. Có cây hoa lá không? Anh chị sao lại chết đi? Người có công đức và phước đức bằng nhau khi chung ấm thân tập dậy, có khi nào vị thần cho thấy các hình ảnh như thức ăn ngon, quần áo đẹp, trang sức đẹp, nhà cửa đẹp, vân vân để dụ mình đi hưởng phước không ạ? Thần là đàn bà chứ ông có chuyện mà lừa cái gì đó. Ông thần có nhiệm vụ là trong ấm thân cái gì đó không thực thi nhân quả mà cái đó cái lừa cái gì lừa là lừa cái chỗ này ông tham mình về còn chớ rồi đó, nhưng mà nên chớ là mình vừa lừa tha rồi thì quan tiêu nó hiện ra tha tiêu đó là cái gì vô hồn không nó cũng rất là tiện là nó làm được nhưng mà nó không làm hoàn thiện và làm phật ông phật phải làm cái quan tiêu rất hoàn thiện hả. Còn cô hồn nó giống như cái tay thở mà không chiêu nghiệp nó cứ làm được về đó. Ai để ý thì vô nhìn thấy chúng ta tiêu giúp giả cái gì vậy. Giống như thế gia này á, cái món đồ nào làm sắc sảo là cho một ông thợ, cho một ông thợ thì bằng tay về cao. Còn ông thợ mà ăn cắp kề để làm nương dưỡng đó. Hồi nãy đây dẫn cho mình hiểu gì đâu chứ sự thật. Nhìn thấy trong là nếu mà hiểu á, thính quan tiêu cũng phải nó nát. Quan tiên cũng có hồn đó á, nó đụng về gì thế mà lúc đổ về đang nói là tất cả những cái gì mà làm ra mà nó không hoàn thiện chính là giả. Nên anh bởi đâu hoàn thiện rồi thật. Học ý cũng nói là cái vụ này. Rồi có mọi tiếp đi. Thưa thầy, thần thi nhân quả rất nghiêm minh. Sao thần đã đồng ý cho trung âm thân không đi hưởng phước được trở về Phật giới rồi mà thần còn làm ra hoa tiêu giả để lừa chung ấm thân ở lại nữa hả? Đó là ta thử mình tôi có thiện tình trên này không được gì. Ta thử lúc thật. Thần thì thử nghe của hồn nó không thử. Thần thì của hồn nó lừa. Cái chung ấm thân mà bắt đầu nó một vị thần lừa mình đó là ta thử mình kêu tài đó chứ. Mà nếu mình mà không dừng lại mình đi theo là rồi cô hồn nó nóng vô cái giận cái gì khúc đó thành không là trang đẹp của cô hồn. Mình sống đây nè, mình sống đây nè, bây giờ cái làm sao mà như cái hiện tượng đó là
thiền tông dạy ra là nó có nói thì từ đó là cái gì mình có hiểu được. Hồi xưa mà nếu mà thiền tông ra đời nó đến lỗi rồi hoàn toàn về hết, không ai mà hiểu nổi được. Thì hỏi thì cái đứa lớn này không có người hiểu đề được ta. Và tất cả các tạo lập ra để làm gì, các chùa làm để làm gì? Chùa nào cũng linh tâm cách, tâm tính chất, tất cả chùa cũng linh là ai cắt, ai tấn. Vì thế, vì thế chùa, vì hiện giờ tại các nơi, chứ còn công trọng cái linh thiên quá thì thiền tông ra đời để nó chủ lại, nói là còn nói nghe nghe không chứ đâu phải bắt buộc ta. Hồi xưa đó, chú cứu sang 100 người sẽ lỡ nhé. Đã đi rồi thì đủ người khác lên lên. Mà chờ biết một cái người nào cũng phải thẳng đi là. Vì thế mà thế giới này nó đi vào thời kỳ bí diệt thần này nó vẫn có bổn phận phải nhắc lại. Nhắc lại để đi cho người ta cái đà mất gì, mất thắng cái đà là một không mấy. Nó đi vào cái bí diệt rất nhanh. Để nhìn lại sao? Cái đạo thần làm ra không nguy hiểm lắm. Đạo Phật cũng vậy, nhưng cái đạo thần làm ra quá trình là ý chúc thật nhiều nguy hiểm lắm. Vì thế, không có, bởi vì tại sao nó là tánh chặt mà tánh chiếc. Ông thần đi đánh, ông thần đánh, rồi mình thấy suy nghĩ là ông thần tánh là chỉ nhỏ rồi. Mà nên con người làm nó chết, một người chết, một người chết, thần có tánh chết dữ lắm. Vì thế cái thiền tâm ra để nó trụ lại, trụ cho nó thấm hết để chỉ cái đoạn đường sống lâu một chút. Nhưng mà nó cứ sản xuất và cái giết người hàng loạt mà cần như vừa thì cái đánh mà đánh lúc nào cũng có cái thứ đó là sao nổi rồi. Nó mổ một cái thì sẽ bành lên cái đánh này bành luôn. Rồi con hỏi chứ có những người già họ minh mặt đến lúc chết, nhưng cũng có những người già họ bị lậu nhiều năm mới mất. Vì sao có sự khác nhau này ạ? À? Người bị lậu đó sau khi mất họ có biết trở về dòng tộc không ạ? Nó lẫn là do cái đối độ địa từ thì do cái nghiệp. Mà khi mà nếu mà đối độ địa từ chết thì mình trở lại được nè. Còn khi mà nó lẫn gì gì rồi thần cũng chẳng cái đâu chẳng không có về dòng tộc đâu. Mà nên nhớ rằng khi mà cái nghiệp mình lẫn cái đủ dạng không nhớ, nó đi vào cái thế giới không nhớ được, nó không còn cái bộ óc nữa là sẽ đi vào đó. Bây giờ là cái con trùng mà nó có bộ óc mà làm ra cái nó nằm ở đâu, nó bị cảm giác rồi. Con trùng nó không có con mắt, nên nhớ là nó đi theo cái cảm giác thì cái đường lớn nó nằm ở dạng này. Mà giờ mình không dám nói đâu, mình nói ra thì thật ta nếu mà rối loạn về điện tử thì được, mà rối loạn về nghĩa một cái là đi vào trong cái đường không có mắt là ai, không có mắt đó là thật. Không phải nghiệp phải hiểu cái nội thế giới này, mà cái này thì không còn nên đi sâu. Mà đi sau đó thì nó nói nhiều cái sẽ đảo lộn rất nhiều. Thế tại vì thiền tâm sống được 100, sống được 100 không nói. Nó nằm ở chỗ này nè. Nó nằm ở chỗ mà không thể nói được. Là này chứ, này là chứ. Nó giảm hai cái nhỏ so với cái thiền tâm. Nếu mà nó tránh gì, là có thiền tâm rồi, không chịu nổi. Thế giới thì không chịu nổi. Rồi con hỏi tiếp đi. Ở quê con khi có người mất, người ta thường xem có được nhập mộ hay không. Nếu không được nhập mộ thì phải nhờ người cung. Vậy nhập mộ là gì? Xin thầy giải thích cho con. Cái này là do mấy ông thầy cũng bài đặt kiếm tiền không? Khi mất chết cũng bằng ngày đẹp cũng mộ chôn. Có nghĩa là mình chôn rồi cái xác mình nằm lên, chứ còn cái trung ấm tâm này là đâu. Trung trường một là cái trung ấm tâm này nó bám theo cái xác này. Thì mà ở bài mộ gì ở đây thì mới có được 30 rước quà về đó. Còn nếu mà là cái nghề mày có cái phước vững bước chương lên trời ở mà cũng nhập ra là nhập cũng tốt 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 có cái đông tâm. Còn mấy cái nghề nhập mộ mở cửa mã để đi cho anh thầy tạm cái nghề đó cũng giúp họ
nghề tuyên truyền trên nhiều nẻo không có việc làm, không làm ra cái nghề mà cúng giống như người cúng phẩm, mình phẩm hướng phẩm này thì cúng thì chắc không giải tán nghề luôn. Bởi vì làm ra thế giới này và thế gian thế để du vào gian và gian văn sẵn cá đủ chuyện đó. Tu đạo Phật là tu giác ngộ giải thoát, không chỉ giác ngộ mà phải đủ chuyện đó. Thành ra nó thì Phật có thể đến người thế gian nó là vậy, mình phải hiểu thế giới này nó là vậy, đừng có tự tự ấy. Vì thế thế gian mình mới đi ra nhìn ra ngoài cũng phá xe cẩn thận, chứ thế không gian khỏi hành khỏi cần phá xe được để đâu cũng được. Rồi hỏi đi. Con nghe mọi người nói không nên cúng dỗ ông bà cha mẹ già buổi chiều tối, vì lúc đó cô hồn sẽ vào ăn hết của ông bà cha mẹ, như vậy có đúng không ạ? Vì sao cũng vào sáng mà chưa thì cô hồn không vào được ạ? Cô hồn mà thì muốn ăn cô hồn mà là giả giả tấu không xuất hiện, ông bà mà sáng mới đi, cô hồn nó là cái dạng giả giả tấu. Bởi vì thấy ma là thấy lúc nào cái chân chặt giờ tấu nó mới đi qua được. Còn mà chắc chân được của ma là cái gì đâu, nó còn điện từ âm, nó phải lưu theo cái lúc sắp âm nó mới điện được. Tất cả những người muốn điện tình điện tướng của hồ điện tướng tướng lại bốn trăm trình nhiều đó cũng đều là cái chặt chờ tấu nhé, nó không phát hiện được, nó không nó có tạo một cái lực âm. Còn sáng này sáng nhiều quá nó không tâm tạo được. Vì thế mà cúng buổi chiều thường thường của một năm là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Con nghe thầy giải thích người theo đạo mẫu khi nghe kinh An Diệm Phật, nếu hành ấm chảy thì người đó sẽ theo được tiền tâm. Thưa thầy, hành ấm là gì ạ? Và hành ấm chảy là như thế nào? Xin thầy giải thích cho chúng con biết. Ở trong người mình đó, gọi là ngũ quốc ma, mà trong kinh thường nói ngũ quốc ma. Trong cái hành là cái thứ nó chở đi. Bây giờ nè, ai để ý nè, ví dụ mình học thuộc lòng cái bài ca hay cái bài thơ hoặc là bài kinh, đó mình học lòng đó, mà mình làm tự nhiên nó chảy ra, cái đó gọi là hành ấm đó, mà nó thuộc về cái pháp trần. Pháp trần chỉ nói cái trần nhỏ, trước Phật nói là cái pháp trần nó chảy là do hành ấm chảy trong con người, do cái điện từ lúc nào nó cũng quay. Nó quay thành ra gì? Cái nào mà vô rồi tâm khi nó chảy ra, tự nhiên nó chảy gọi là hành ấm. Tâm mình luôn dễ gọi là hành ấm. Còn ma ấm là tưởng tượng. Tưởng tượng này thì gì nó thuộc về ma. Thành ra người mình có ngũ quốc ma, ba, năm cái loại ma trong con người cũng xuất phát đó. Tự hành, thọ, thức, nó bắt đầu tâm bác. Họ là ra mình tự ra mình nhận nó là gặp họ đó. Thế trong cái đó là ngũ quốc ma. Mà ông nhận từ ở cái năm trường cao nhất ngũ quốc ma có làm cha bảo vệ cũng đưa lên năm trường thì sau đó ông học cao thì cũng nói chuyện đó mình học thấp từ trước khi nói ngũ quốc mình nói ngũ quốc tập học cao thì tăng lên 10 lần năm trường rồi nói thế. Thưa thầy, các câu hỏi của các hàng đệ tử lớn, những đại tử của Đức Phật lớn ngày xưa. Bây giờ ổng nói ra mà ai hiểu thì người đó có công đức, giúp cho người ta là có công đức. Mà trong cái đám ổng không ai chỉ có ổng. Chứ sức giác có công đức cũng giữ được kia. Thành cái thời Đức Phật không mà tạo đức mà có người dân người còn chưa những con người dân còn họ kiến rất nhiều còn kiến chậm họ kiến là phật học của người mình đó ta còn kiến chậm đó sẽ vô được kiến chậm thành phật thì có thể như thế nhưng mà vô được kiến mà ba kiến còn kiến ra đây đâu họ vô được kiến thì chết rồi. Có nghĩa là giống như nghĩa thế gian mày nhiều đời sau sẽ giàu vô được kiến sao sẽ giàu thì nói cho nó vui thôi chứ biết vô được là chừng nào
đó thì bây giờ ông bây giờ lại sanh sinh đó đừng có để Phật tổ đừng có tập đệ tức Phật tổ thừa mình bây giờ chỉ tìm tâm ra đời dễ nhất tôi nghe cho rõ thôi ông Phật cũng được mình chứ phải đâu tôi gần là lá không có vậy đó ờ đúng vậy đó mà ông không nói vậy có vậy đâu để cho tìm tâm với nó vì thế là mấy người tu là lá nó cũng vậy đó chữ mà yếu là chữ A la hán đã là bỏ luôn giải thoát mà mọc cái giải thoát gì đâu mà giờ thì nó nói là A la hán giải thoát chung của nó ở cái sơ minh chúng ta không đang như được này được là mình là hỏi gì à, trái đất quay quanh trục với tốc độ 1670 cây số trên một giờ vậy khi trái đất quay vào trung tâm vận hành luân hồi thì tốc độ quay có chậm hơn hay không? Không, nó vẫn quay như vậy. Bởi vì nó quay tuy cũng quay nhanh nhưng mà đến giờ là cái trung tâm mà đến trung tâm vận hành nhào vô nó hết quay rồi. Mà nó nhớ là 24 tiếng vô cái trung tâm đó, cái đất nó mới đi qua khỏi cái trung tâm vận hành rồi. 2 tiếng mình đừng có vô từ 20 tiếng đến 22 tiếng. Từ đó mà nó thoát ra từ rời khỏi cái đất đất đi vào một giới là một tiếng của hồn rồi đi bằng tốc độ điện tử vì thế mà nó có quay qua một khỏe đi về về tới có nghĩa là qua nữa mà lúc được cái nóng chuyện từ dương thì đã mất quy luật vật lý rồi vì thế mà bắt buộc cái đất đã quay ngay trung tâm này là 24 tiếng nhưng mà lúc Phật sử dụng có 20 tiếng để đi qua cái này mà từ khi vô rớt của trung tâm này là mình về một giới là 1 tiếng rồi đó mà đi tốc độ là 900.000 cây số một giây mà đi bao nhiêu rồi mình dơ đi 1 tiếng rồi là giữa cái từ ra của trung tâm này một đi ra hoặc đi trở về một giới và đi tiếp rồi tôi tính đi 900.000 cây số một giây mà đi 1 tiếng đồng hồ ai không ai tính trên ta được một mình nói chuyện ở ngày xưa đã bằng chỉ nói được cái khoảng cách thôi chứ không có cây số cho mình đâu hồi xưa đây ta đo là gì nó đưa bằng cái đo bằng cái găng tay và cái nhánh tay hồi xưa cái nhánh tay từ tôi này thì tôi bán cho anh cái ruộng nó bằng cái tay chắc phải đo cái thước chứ mà giọng cái ông tay dài đó là cái ông ấy thay ra cái lỗ rồi ở cái vòng quay của trái đất là 365 ngày vậy các hành tinh ở bầu hoàn đạo 2, 3, 4 sẽ là bao nhiêu ngày và tốc độ quay như thế nào cái tốc độ mà dùng giới ngũ sắc vô sắc nó quay nó né nó không vô cái trung tâm điện ảnh nhưng chỉ có 6 cái đất nó mới vô trung tâm điện ảnh của mình vì cái đất này là sinh nhân quả nó quay theo kiểu nhân quả còn cái mà cầu và đạo 2, 3, 4 và cầu 5 đi nó không vô cái trung tâm này nó quay nhẹ vâng cái đó là do lực do cái ông trời thiên nhiên sắp xếp bởi vì tại sao cái đất này thì vô được cái trung tâm này đây là cái đất nhân quả 6 cái đất nhân quả bắt buộc phải quay theo cái đất này để đi hút vô chảy ra còn cái kia không có thành nó không quay đúng nó không quay đúng trung tâm trở lại đúng rồi nếu con người sử dụng vũ khí bằng hóa học đánh nhau thì là ô do có bị phá hủy hay không có nó đánh nhờ nó có thể được gì thế mà về sau nó có nhiều cái trường hợp mà trước khi cái đất mà nó bị hủy hoại á thì cái nhiệt độ lên rất cao nào thì những người phía trong cái nước nó lên rồi rồi là cùng cái người ở miền Bắc miền Nam nó mới tốt đẹp nhưng mà miền Bắc miền Nam nó sẽ bị những cái quỷ bại khác nó bây giờ đó thế giới nó có 3 thời kỳ bây giờ này khi mà có đời người dân minh nguyên tử lấy từ hộp bụi để mà ném trở thành nguyên tử thì nó giết cái người có bắn trúng cho năng lượng kỹ số thôi còn nếu mà nó sử dụng bằng điện tử nó giết nhau bằng làn sóng điện mà khi nó đi qua cái thời kỳ thứ 3 là thời kỳ quang tử là ánh sáng mặt trời
nó sử dụng thuốc để nó làm cho cảnh sống nó nóng lên. Đó, rồi cũng có mình tay nhiều sắc năm thuộc độ mình làm rồi mình mát rồi đó, nó lên cho biết cả ngàn độ được tại không có ai sống đâu, chỉ có bánh đồng mà cứu trong núi sông nhà chỗ ẩm có đúng vì thế mà tại sao người ta tránh vô điện tử bằng chiến hạ tại vì cái những có được bằng tâm suốt được vì thế mà chắc chắn chân minh mà chắc có vô điện tử quan trọng đầu hàng đó sống đi cùng đó để cho mấy người đó sống còn mấy người là trên mặt đất kia nhưng mà họ quên là họ có sống đi nữa rồi họ có phương tiện sản xuất thì họ trở thành đồ đá tâm trời tâm mặt. Có quần áo ai mà có quần áo ai mày đủ xài trăm năm cứ lấy nó quên một đó giờ mới ông trở thành đồ đạc đồ đạc chứ ông ở lại là ông khổ nhưng mà ông khổ để thành tỷ tổ rồi người nữa nó dần dần có chân minh lên là cái chu kỳ của nó là một mươi ngàn năm nó quy quy về một lần vì thế nó tìm cái gì một kiểu lần là đúng một tỷ năm thì trời chỉ như nó tạo như thế. Giờ trời chỉ như nó tạo sao phải cái đó đây để sẵn mấy ngàn năm nữa sẽ có một cái tên ra có một điều rồi mình ở đây này chứ tính là sáu cái hành tinh mà mười tỷ năm chế tạo bây giờ tu bình là một cái đấy cứ một tỷ tám từ mấy là một tỷ tám thì có một cái đấy mà biết là mà bây giờ cái đất mình ở đây là nằm cứ là bảy tỷ mấy tức nghĩa là cái đất mình cái đất kia nó mất được sao nó tới mình có đi cũng kỳ mà cái phòng này nó có sáu cái hành tinh trong thấm thành trung cái khu quá châu bắc phương đông nam thì vô châu nó đi trên cũng như vậy này không người ta đã chơi một vùng thấp thấp của mình sẽ thấm cái bóng tôi có mấy năm nữa rồi quý vị tôi được dài một năm thì có lo trở về một giới thì có bà đi ra chung âm thanh theo hoa tiêu ra khỏi lửa thú âm của cái đất có phải là ra khỏi tầng bảo vệ ô doanh hay không? Đúng rồi, chỉ là bảo vệ nhưng mà nó rút, nó nhờ nó rút ở tầng này ra đó nó không dễ sáng chứ sao? Ví dụ ánh sáng mặt trời đây thì lúc bên đây là sao không được đấy có nghĩa là nó rút, nó không cần cái này nếu mà ở trong cái đất này tia sáng thì phải bảo vệ mới sống được còn nếu mà lớn thì mình đã có bóng tối thì cần gì ai bảo vệ mình ra đó bởi vì thành ra đi ra đó một vị phật cũng chỉ cái cách sống của này đừng lãng quả đi chạy khác vì tới chừng nào mà thấy nó quay vào cũng không tâm thì mình còn thì như lai xin chỉ cho đi ra phải thoát ra bởi vì nguyên một cái đất này mà cũng không tâm quay nó có mặt trên cái chiếc cửa thì là biết được rồi đó mà không hiểu mặt con mắt Phật nó không hiểu được còn con mắt luôn trong vô tâm nó cũng có mắt Phật nhưng nó nhờ Phật bao cái điện từ tận dương nó cũng bị một lớp ảo giác rồi nó không hiểu được vì thế này phải nhờ một vị Phật dẫn vô được nhà một vị Phật trong đó mà nó đưa vô thì nó sẽ đi ra Khi thân tứ đại tan rã, chung ấm thân chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ này, chung ấm thân có còn biết gì nữa không? Nó ngủ được không nhớ gì đâu. Ở trong này, cái đất, cái thân tứ đại chết là chết kịp lý, nó mới thoát ra. Thoát ra nó thành trung tâm, nó vừa thoát ra, nó không phải thoát ra liền. Có phải thời gian nó nhiêu nó mới ra được. Chứ không phải nó thoát ra nó thoát. Nó thoát ra gọi là mình sống thì thế mà tất cả những người mà tại sao ta mới chết cả 8 tiếng là ta mới được người chôn thì nó chưa thoát ra được nếu mà ở trong cái dòng tập ra 8 tiếng ra được rồi còn nếu mà đi gọi là gì trở về một kéo chất nhanh hoặc là lên chặt khỏi trời chất nhanh thì thế mà nó còn vừa tất cả những người mất phải 8 tiếng mới làm thôi còn nếu bây giờ nó chết một tay nó có cái hai cái nó chết vì bệnh nhiễm trùng mà là nó chết thế đó còn chết vì tim mạch không chứ đâu có nghĩa là tim mạch nó vừa đập
ví dụ gương thành mình chưa chắc nó gần thành đó, giống như cái xe mà lúc ta đăng tin mà mình không biết nó chạy thì con người này, vì thế mà tất cả những người mà chết mà trở về dòng tộc mà đem vô sống quá trời, người chứng kiến là con bé gái trên đường hồ vẫn trước vẫn máu đen mà dễ buổi sáng buổi chiều cầm lên cái hồ cứ cầm cầm ở đó và kéo ra sống dậy chết bằng điện từ, nó nguy hiểm nhất là chết bằng điện từ. Bởi vì mấy người ta xong quá trình chết già, vì thế mà tất cả phải để tắm tí được 3 ngày tại sao mà không có dám chấp nhận liền để đây mở một cái mở hồ này cho thấy chúng ta có gì hiện nào ép xuống rồi phải chấp nhận được 3 ngày phải để 3 ngày cho tất cả. Cho có nhiều cái trường hợp tôi quay nhớ hồi đó nó có cái anh em nó cũng quen tầm hữu tôi chết trên đường này mới nhiều khi ra ngoài tới tới bữa đập ở nó cái họng mở ra chạy ra nó còn sống tới đây còn sống luôn cho con một lần mà rõ ràng người ta nói bị điện từ thôi chứ có gì đem ra khỏi cửa có những tự nhiên nó đập nó quá ngọt không ra hết. Đó là cái đúng này, chỉ thế mà mấy thầy coi đúng cho mình thôi. Trường họ mà chết thì mình di trùng thì chắc nó không ra là mà chết thì điện từ mà chết. Mà chỉ giống như cái xe mà chạy mà nó tắt máy thì nó tắt thì thầy nó ra đặt tay nó còn trúng nó nghe nha. Nhưng mà tao nhắm ra cái nó bắn là không là thích. Chúng ơn thân thức dậy thì lúc này cái thấy bằng điện từ âm dương hay là cái thấy bằng công sức của mình? Mình trung tâm là tổ chức con người bằng điện từ, thấy mắt bằng điện từ, tánh thấy trong thấy bằng mặt lớp điện từ. Còn bây giờ tánh Phật mình đã thấy bằng qua cái lớp tứ đại và điện từ. Đó. Mình bây giờ mang thân người thì tánh thấy Phật nó xuyên qua hai lớp tứ đại điện từ và cái nghiệp. Trong cái điện từ nó có số lớp nghiệp của mình, mà cái lớp nghiệp quan trọng nhất á, cái điện từ này nó phát ra cái nào đạo giác, vì thế mà mấy thầy gọi là 84.000 cái đạo giác. Đây là cái là sống điện từ nó phát ra, nên ta tưởng nó trẻ, ta tưởng là 84.000 cái tu chứ không phải cái đâu, nó có cái không. Tất cả cái này phải hiểu thân khổ như này có được. Chúc trung tâm bằng ảnh luân hồi được cấu tạo bằng điện từ gì sao không bị ảnh hưởng của sự xã hội? Trung tâm trở thành luân hồi được có cấu tạo thì đã tiếp tục quay là điện từ chưa nó quay, giữa không quay nó không có điện từ mà nó là cái không gian bình thường thôi, cấm bút. Vì thế mà cái mặt trời đó, nó mới chiếu ánh sáng đi vô cái đường đó. Ở đây thì do cái bác tiêu cơ nó bảo vệ, của nó không ai bảo vệ, thành không ai dám cấm mặt hoàn toàn, tới cái đó không dám rút cái mặt vô nữa. Vì thế mà nó đợi, cái bác cái xe rồi nó đồng với nhau, muốn vô lần lượt, cho mặt không rút, phải đi vô, cái bác xe rồi nó chạy vô. Chạy vô thì nào vô cái bác, để cho nó quay ra khỏi cái đó thì bắt đầu mới làm đi vô trong cái dòng đời, để buộc thân người. Nó giữa chúng ta nó không quay, chỗ nào quay thì điện từ kia nó quay được là không quay, nó là tự nhiên vậy. Nhưng mà cái lửa trong mũi của mặt trời nó chiếu ra chiều cũng nổi, nó muốn vô thì phải có tất cả, muốn ra thì phải có tất cả, đâu mà không phải chứ. Trái đất thì được bảo vệ bởi tầng ozone, vậy tầng ozone nó được cấu tạo bằng gì, có màu xanh hay không? Bây giờ nó là một cái chất giống như là mây vậy, thì ra nó tính là những cái giống như mây, nó là cái chất, nó chất là do cái cấu trúc của điện từ, nó là mình làm tay giống như là cái bột nước nước nó tạo ra rồi điện từ như cũng quay nó tạo cái chất này, cái chất cái bột này rồi nó tạo, vì thế mà rồi bởi vì nếu mà có mây á nó rọi ánh sáng hoặc là xuống mình không bị, mà không có mây thân mình che nắng, có mây không có đó, tận đô nó bảo vệ bằng cái cách rằng của điện từ âm dương,
cái bài cuối rồi. Vì thế mà mình ở đây chế cái tủ lạnh mà càng thêm thì chất chất thì nó lên phát rồi, nó bị kỹ. Thành ra bây giờ khoa học đó, nó khuyên mình đừng có xài bất cứ gì nó phát cái tình của tôi. Nếu mà tình của tôi nó phát một cái là thế đó thì cái gì nó lên nhanh lắm. Trái đất quay quanh mặt trời, vậy thì cái vòng quay này có phải là vòng tròn hay không? Mà trái đất có bị quay lệch tâm hay không? Trái đất nó quay á, thì mình phải nói là cái tâm giới nó quay, nó quay cái kiểu mà 8 phương 4 hướng mà nó quay trên chi. Trong bây giờ đã được khoa học đó chứng minh là nó quay trên chuyển chi. Chuyển chi mà có thể nó bảo là 8 phương 4 hướng mà bây giờ khoa học nó bảo là trái đất cũng quay trên chuyển chi là chuyển gì? Nó lên giống cái biểu đồ, cũng quay trên biểu đồ mà nó nghiêng 8, 4 cái cũng nghiêng qua cái lại nhà chứ mấy là cũng nghiêng từ bàn rồi nó quay trên 8 phương 4 hướng mà không nói vậy. Còn bây giờ khoa học nó bảo là trái đất quay trên chuyển chi, cái chuyển chi là cái đi nghiêng qua cái lại, cái này là nó nói. Trên thực tế chuyển chi thì trong quân đội có biết cái chuyển chi, nhưng mà 8 phương 4 hướng thì bên đạo Phật nó mới hiểu được cái 8 phương 4 hướng nha. Chứ còn mặt này là nói ra mình chỉ hiểu về thôi, chứ nếu mà ai ở trong quân đội biết chuyển chi là gì, trong quân đội có nói về chuyển chi, bởi vì khi mà người ta bấm là cần phải chạy chuyển chi nó bấm không được, chứ anh chạy đúng cái chân thẳng nó bấm chết rồi. Ai có trong quân đội biết là khi mà cái một phát súng bắn ra chạy bằng chuyển chi nó không đúng anh. Thật tại sao mà chạy đạo bắn đạo thì cũng tức là giờ là chuyển chi. Rồi họ tin trong đạo Phật một năm có 3 tháng an cư kiết hạ, cái này có hay không? Để ta tu được chính là có, không có ta tu ta thành là tình chứ không có cái vui được nên vô an cư kiết hạ là vô nó lấy bằng để học bổ túc lại những cái kiến thức mà mấy ông thầy tu đắc đạo dạy lên cho mình. Và phải có 3 tháng an cư kiết hạ. An cư là ở yên để mà học cái giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà trong năm học không giáo lý này là học gì? Là học về sinh diệt của năm học không. Nhưng mà bây giờ tôi thấy ngày xưa cái chùa này á, 8 ông thầy cho ở mỗi lần ông đi trường, ông đi học trường này đó là tôi cho tiền ông đi nha. Nhưng mà tôi biết mà học trong 3 tháng để trở được mấy chục triệu, thật ra nhiều người thích đi đó, đi chỗ đó để học giáo lý chứ có gì đâu. Nhưng mà biết mấy ông dạy thì tôi cũng biết, nhưng mà nguyên tắc tối đó là vì cái ngày đó là tập trung mấy thầy lợi để mấy ông thầy đắc đạo là dạy đó, để học giáo lý. Nhưng mà nên nhớ là cái học thức mà dạy nó thuộc về học vật lý, không dạy học được. Chi chức chỉ trì tâm ra đời mới chỉ công thức giải thoát, chứ nếu mà trì tâm không ra đời công thức giải thoát không ai đi. Ta không còn biết được cái tính người của mình là đang giải thoát. Giác ngộ họ không biết là gì, giác ngộ là hiểu biết, nhưng mà họ không biết là cái gì đó. Giác ngộ hiểu biết để biết cái công thức về Phật giới. Vì thế Phật bảo muốn trở về Phật giới thì phải kiến tầm tất Phật mới hiểu được. Mà thường xưa thì phải kiến tầm tất Phật. Họ nói nếu không kiến tầm tất Phật phải đỡ giác quyền ký một giáo lý của người này ra đời thì nó biết được về một giới, nó sẽ hiểu về đạo của hành tinh. Tại sao Phật khẳng định ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành? ai cũng có một tánh sẽ thành chứ không phải thành đâu, chữ sẽ là mấy tiểu tỷ năng luôn. Tức là ai cũng có Phật tánh thì cũng phải thành được. Nhưng mà là thì vì thế mà Phật cũng là thường trực Phật kiến, ông sẽ thành Phật từ vô lượng kiếp ra Phật kiếp. Một căn kiếp của kiếp truyền kiếp không ra, ông sẽ vô lượng là hợp nghiệp của Phật. Ông sẽ tổng được
nó đúng là từ hồi mình tâm tư của mình không đủ rồi. Giờ phải thế này. Thay vì phân tích rõ chỗ điện từ âm dương tác dụng lên cơ thể khi sống, lúc nghỉ ngủ, lúc lâm chung, lúc hành chung âm thân. Thế gì? Thầy phân tích rõ chỗ điện từ âm dương tác dụng lên cơ thể khi sống, lúc nghỉ ngủ, lúc lâm chung, lúc hành chung âm thân. Bây giờ mình phải nói từ cái đầu kinh tinh cha của mẹ nó cuốn hút tất cả các nhà luôn. Thì tinh thần của mẹ này nếu nó là không có điện từ quay nha, nó đứng một chỗ tình đang vết đau, nó không nảy nở được. Như thế mà cái điện từ tu phải cuốn hút cái này để nó nảy nở. Cuốn hút là nảy nở, nảy nở chính là kết quả. Bởi vì thành ra từ cái hai cái tinh cha của mẹ nó có sự quay điện từ từ nó phát sinh ra thành con người. Còn cái điện từ nó quay là nó phát ra cái tánh người, nó phát ra đủ công suất thì tánh người nó phát đủ 16 thứ. Vì thế mà đứa con nít nó không đủ 16 thứ, nó chỉ thấy gì ấy thế thôi chứ nó không có tưởng ngàn nít đâu mà tưởng. Vì thế mà luân pháp con người ta đúng 18 tuổi hoàn thiện một con người mới chịu tội, chịu tội hình sự hoặc chịu tội hành chánh. Nha. Bởi vì tại sao mà ta gọi là mấy người đã chưa 18 tuổi đó gọi là vị thành niên, họ không chịu án, là vì nó chưa phát đủ cái lực của tánh người. Họ nhận lý, họ hiểu cái này, nhưng mà họ không hiểu tại sao. Nhưng mà luân pháp bảo là phải đúng 18 tuổi mới chịu phụ huynh, còn trước 18 tuổi không cần, không đủ lực cảnh cáo rồi, kêu cha mẹ dẫn về giáo dục rồi. Thế luân pháp này. Vì thế mà khi nó tạo đủ cái lực của tánh người rồi, nó bao cái tánh người mà tánh người trung đặt tới người chết, thì điện từ nó vẫn quay, bây giờ nó quay nó bảo vệ cái gì? Nó quay bảo vệ tánh Phật và khối diện, nó trở thành trung tâm tâm. Trung là trung diện, cái ấm là cái bầu, cái thân là cái hình thể, để trở đi đến cái nào nó phụ, nó phụ cho nhân quả cho nó tạo ra, gọi là trung tâm tâm. Trung là trung diện, ấm là cái vật, thân là cái hình thể. Cái này chỉ có một lần thôi. Mà ai thực thi cái này là do thần quản lý tánh người có vợ thực thi nhân quả bằng cách là xuống địa ngục bằng đá xuống lên trời cũng đóng ông quan à, vô đường cày ông ném vô tất thực thi nhân quả bằng cách này rồi không làm chết gì. Tại sao người ngủ có khi thấy giấc mơ sáng suốt làm chủ được giấc mơ, có khi giấc mơ làm chủ mà không biết gì? Người đạt được bí mật thiền tông hoặc cao hơn có bị như vậy không thưa thầy? Mình ngủ mà giấc mơ nếu mà tâm nhiều quá thì không nhớ đó. Còn kêu được biết đó. Còn nếu mà tạo công đức giấc mơ nó có thì sẽ biết. Nếu công đức chưa được là còn mất giấc mơ. Giấc mơ là do cái nghiệp của âm dương nó còn sống nó tạo ra, còn công đức nó phá cái âm dương, cái âm dương này không có giấc mơ được. Giấc mơ là do cái điện từ âm dương cứ lên cao thì nó là mơ tưởng cao thấp, nó mơ tưởng thấp, đó là do cái mơ tưởng của điện chính. Giờ hỏi đi. Thầy giải thích tam giới cầu hoàng đạo xoay bốn phương tám hướng. Theo con nghĩ trái đất xoay như cái lò xo có đúng không ạ? Cái tầm giới ấy, nó về theo kiểu đó. Còn tất cả hành tinh ở trong này nó đang theo giống như cái bầu nó đựng cái gì trong đó, cái bầu cũng quay về đạo thì ở trong đó nó đang theo. Thì Phật cũng chỉ nói vậy là tám mươi bốn hướng thì mình đều cứ tập theo nhau mắt mà quay ngang quay qua quay lại như thế. Vì chế độ khoa học nó lắp thêm chữ chi nhà quay qua quay lại ở gì thì mình chỉ biết thì đâu mà cái này chỉ gì chỉ kiếm để cho hiểu thôi, chứ nó không có giúp mình được cái giải thoát là tiền công đức đó là tổng này để mở kiến thức. Nếu mà học hỏi nhiều thì đi làm giảng sư được kiếm tiền nhiều lắm, muốn kiếm tiền thì học phải hỏi cho nhiều, phải làm giảng sư kiếm tiền nhiều lắm. Rồi hỏi tiếp đi.
Một vị tu sĩ không phải là trụ trì một ngôi chùa đã giác ngộ yếu chỉ thiền tâm và thường giúp nhiều người giác ngộ trong 5 năm, nhưng bên ngoài vẫn hàng ngày hướng dẫn các buổi hành trì niệm Phật của chùa. Vậy người này có giải thoát không và công đức có bị bôi đen không ạ? Cái này không phải bôi đen mà nó dùng bôi đen thêm bôi bột. Cái này nó dùng tính uống đèn nó là có lọt to giữa một bộ phòng lớp mỏng. Rồi này nó dùng không được. Mình to không? Hết rồi. Cái đặt đây mấy giờ lên? Không được. 4 giờ nó được cái đặt. Nên kêu nó mệt nói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ về Phật giới không còn chịu nhân quả. Tại sao Phật có thể phân thân, hóa thân, hiện thân để cứu giới chúng sanh bằng thần thông thì đâu chính nhân quả? Sao Phật không dùng phương tiện này để cứu vớt chúng sanh? Chúng sanh có nghe không dùng phương tiện, bởi vì phân thân ứng thân bản thân là đến gì? Bây giờ Phật á, ổng nhìn Phật giới ổng biết, ổng thấy cái người đó khó đó, ổng có vô được không? Thì ổng còn năng mà còn giác để có nhờ thần kim cương á, làm thần phúc thiện dẫn người này đến. Mà khi mà dẫn về Phật giới á, thì ổng muốn vô. Mà ổng vô thêm đến trung tâm và là ổng vô, ổng không dám vô đến đất. Vì thế là ổng ở ngoài kia sự hút cái đất, ổng mới quá cái phần quá gọi là quá hết đi. Nó xoay tới chuyện tình chưa, nó quay lại nó thành một cảnh. Chúng ta tiêu, nó dẫn đi ra ngoài cái sự hút mà ổng không có dạy được. À, ra đây như ra dạy cho ổng vô đây phải một năm ổng về, không phải ổng về liền vậy. Ổng phải ở ngoài cái này cũng một năm, mà xíu phút một xíu chết một năm rồi ổng mới về. Đó là cái điều. Vì thế mà một vị Phật có đức diện mà dẫn cái người về đó thì phải hiểu chừng nào ổng này chết nó biết là rồi nó cứ nhận luôn. Có nghĩa là chắc chắn là ngày này ông ấy chết chẳng phải trốn bao đợi đợi khi đợi cho này về có công đức về chỗ này nó làm ta tiên cái ông ra ngoài sức phúc để dạy ông này cách đi ra ông dẫn về luôn. Chứ làm sao cho ông này nói gì cái một vị Phật mà đúng không đó Phật linh tiên ở đây chẳng là Phật đúng ông mà con tiêu đó là ai thì là ông đã thắng cho vậy rồi ông Phật vô đây nó nói về nó hiểu được cái nguyên tắc này. Tất cả còn phật cái gì mà vô đây cũng được quyết được sức hút vật lý ông cũng ta chịu bắt buộc ông vô nằm ngoài cái sức hút vật lý này mời kéo cái tu vấn tắc này đi ra. Tại sao nó có bài giảng rồi kéo tu vấn tắc ra đến chỗ này vừa ra giải cách đi về nó kêu bằng cái lời giảng dò gọi là tiền giảng dò. Mà dặn dò thứ hai thì nó cũng phải ra đó Phật dạy chắc hơn hơn. Ông dặn về, ông đắp tay dặn về. Rồi, mời tin. Cô hồn sống ngoài dòng nhân quả, ngoài dòng nhân quả luân hồi. Muốn nói gì, làm gì cũng được. Vậy cô hồn muốn về Phật giới có được hay không? Cô hồn muốn về Phật giới thì đó là người chứ muốn về được. Mà tại sao nó ngoài nhân quả? Nhân quả là cho cái thân người tứ đại tạo ra mới bị nhân quả. Có một cái mượn xá con nó nói tầm bậy tầm bạ mà cứ được về đánh á đánh ai đánh cái xá chứ phải đánh nó đâu. Đặt đánh nhẹ nó không xuất ra mà đâm nó mới xuất liền. Bởi vì tôi nói với cô hồn là xá đi lấy cái đinh để được cái cực đâm chuẩn bị đánh một cái nó xuất liền khỏi cần trị bệnh gì cả. Nó nếu cứu cô hồn mình ra một con cái cô hồn nhỏ nó phải cho thầy mà rồi ngồi đánh cái cô hồn xá á thì nó xuất mà cô hồn có cô hồn lớn nó không được còn lớn thì cái nước mà lấy trên tâm và bảo vệ cái cung đó cái cung trị cô hồn là đó không cần là không cần uống nhiều thuốc nào đó đó là cái cung bởi vì
gốc nhân quả là cái ma thân có thể có nhân quả còn ma thì từ đó nó mượn thân thì ra chứ nó mượn thân thì ra ai ở miền Tây nó nhớ không? Ngày xưa đó khi mà các ông đau bệnh còn cái đánh còn bấm thì chết thầy gì thầy chú cơ bấm chết quay đầu mẹ là chết không có ai ra quý nữa cái giới trường lý mà đã không vô là chết cứ làm sao có chuyện đó. Vì thế là cái câu chuyện miền Tây mà hiểu đến cái này rất nhiều mà đủ nói ai nha. Bởi vì nó mượn xác đâu cũng nói gì nói cái xác nó chịu chứ nó là có chịu không cắn đi nó mượn xác cắn nó không sợ thì nó không có người mà trừ trường hợp mà nó lấy lên chân nó tất cả nó làm đi nó xuất hiện nó chạy sợ chứ. Bởi vì cái gì lúc đó là cái nghiệp của mình đó tấn phẩm nó cũng chê luôn tấn phẩm mình chê tấn phẩm lúc đó mà nó tấn phẩm cái này vậy tấn phẩm phải mang cho một cái đó của hồn mình tấn phẩm không hiểu nhưng mà nó sợ nhất đây là tấn định đó là câu thọ thân thân thọ là ý nghĩa là gì? Cái gì thọ thân thân thọ thọ là nhận nhận cái thân thì mình nhận tại mình hỏi tại vì mình phải là hỏi bây giờ là gì tính thân vô mượn cái thân người thì bây giờ thì thân từ anh mới nhận là mình vô cái này để thọ cái thân này nè cái thân của họ thì chúng ta từ nhỏ nó lớn chúng ta nó ra lớn liền giống như cái cây cái thọ cây tự nhiên cái hổ xuống hổ xuống thì từ nó lên cái cây thì có người cũng vậy thọ thân nó cũng vậy là nói về cái trung tâm thân trở lại trung nội hoặc là tấn tập vào mùa thân người gọi là thọ thân. Rồi câu hỏi gì vị thọ thị Hồng Phượng ở Bình Dương có hỏi như sau: là một doanh nhân thì phải kiếm tiền và làm giàu, trong khi theo pháp môn thiền tông thì không được tham, như vậy có bao nhiêu hay không? Nguyên tắc mình ở đây mình làm cái gì thì nhà nước cho mình giống như ngân hàng cho ra 30% là đúng với cái luật kinh doanh này. Mình ở ngoài mình làm mà theo cái luật mình theo cái luật lãi suất hoặc là theo cái luật pháp thì làm sao đúng không sao không? Còn mình làm mình tham gần tới cái chữ hàng để tới tám lên thì nó lên cái là mình cho cái tội của tội này. Hoặc là hàng đưa mút mình trở lại có cái là kinh doanh cái này gọi là mình lừa người thì bị cái tội chứ còn mình chắc chắn làm ăn bình thường không có sai làm ăn bình thường thì nhà nước cho mình làm cũng như người làm giống như ngân hàng á ngân hàng nó cũng dịch cũng cái tay cũng như cầm đồ cái đầu là mình tại cho nó có tội thì nó cầm đồ đúng được đó còn mà cầm đồ các cổ làm nó sai người ta có gì đâu. Giờ mở tiếp đi. Câu hỏi số 2: là một người Phật tử của Thiền Tông thì phải loại bỏ tham, sân, si. Nhưng muốn về Phật giới thì vẫn còn Phật nhỏ, Phật lớn. Vậy thì có dính vào chỗ tham hay không? Cái này tôi hỏi này nó không hiểu, chưa hiểu Thiền Tông. Thế giới thực tế này, tham, sân, si đủ hết, không bỏ gì vậy. Nhưng mà không chịu mà muốn thoát ra thì mới có công đức rồi. Nếu mình không tham thì làm được thân con người. Bây giờ không tham, ví dụ mình làm tháng 10 triệu mà bắt 5 triệu thì giữ ra. Giữ ai cũng chơi đúng thì không bắt tôi không đủ. Là có là tham. Bắt buộc mình phải đúng theo quy định. Dẫn tham, nhưng mà tham đúng được. Giống như mình cho dai, cho dai đúng được. Còn chuyện về một số giải khác những cái vấn đề làm sao mà không đúng cho nhiều cần quản lý không chấm thực thi nhân quả của mình có nghĩa là mình bước vô tòa tòa kêu án 20 năm thì là thằng cảnh sát nó không cần mình là sao vô địa chạy mình biết kêu kêu chạy mình vô thôi phải vì nếu mà kêu 20 năm mà cảnh sát không cầm tay mình liền bắt đầu phải thực thi nhân quả không kêu kêu vào thôi bây giờ nó không biết ở thế giới này có tội gì nhưng mà không ai được tiên nhân quả mình không thôi hết mình tự về một giới vì thế mà khi về đến trung tâm thiền hành để ngồi phải nói sao nghiệp chướng một tay không nghiệp chướng nhập phải tại cái ảo giác không cái làm gì thế
thì sao con mắt nó có phát lên trên lại là có càng tình tin phải hiểu thế giới này. Vì thế mà ông chưa là những tâm tài sản luôn nó đánh giá nó càng có giết càng mà có tội gì đâu. Ông giết càng nhiều càng tốt, mà tại vì sao lăng nó đánh giết mày cho mày bị tâm tài sản luôn đi. Có nghĩa là ông chưa cũng chẳng đánh giá mà đánh bằng luôn, ông đi cướp của người ta thì ông đi tội. Còn này người ta đánh cướp trước ông, ông đánh ra thì nó có đi lên tội. Bởi vì thì tâm nó rất thực tế cái chỗ này, cái gì cái chỗ đó là tu thì tâm phải tu một trí tuệ, cái gì phải là phải tránh là ai, chung có nói buồn ngờ, có đường ngã ai hết, thì là nó quan trọng của đường ngã ai, bắt của cái gì, nó thật là phải là thật. Đó, phải hiểu thì tâm nó ưu việt là cái sở có nói thật là thật, diệt thật là cái tiền tâm. Câu hỏi số 3, tu thiền tâm không dính vào cái ác là đương nhiên, nhưng thờ ơ bỏ làm thiện như vậy có phải là lối tu ích kỷ không? Nên sao? Là tu thiền tâm không dính vào cái ác là chuyện đương nhiên, nhưng thờ ơ bỏ làm thiện như vậy có phải là lối tu ích kỷ không? Thế giới này là hai mặt, âm dương, âm là ác, dương là thiện. Nếu ở đây người ta bảo là trung đạo vì thế không ác không thiện, nó không làm ở đâu này. Còn bây giờ thiền tâm đâu biểu thì tu đâu, nếu mà làm thiền tâm hoặc là tu mà tưởng là làm cho tạo công đức về chứ không phải tu, công đức về nhân quả không còn mình là mình về, bởi hiểu nguyên tắc này. Chứ còn cái giới này là cái giới nhân quả thì ác âm dương mà mình làm ta học đạt tiền mà không đủ mình được quyền đòi tới là để phải thắng, phải thắng cho đúng, thắng đúng được. Chứ còn mà nếu một chuyện ta bỏ nó không đúng đâu cũng mà chết. Cô đã đạt được bí mật thiền tâm, trước kia cô tạo rất nhiều công đức, có rất nhiều phước đức, vậy con có nên hồi hướng cho đức phật A Di Đà hoặc người thân liền ngay bây giờ hay không, hay đợi đến sắp tâm trung thì mới hồi hướng? Bây giờ còn sống mà hồi hướng thì đói được, còn sống thì có tiền chứ cho ta hết rồi đói được. Chừng nào sắp chết ngày mai mới chết thì còn chưa cho thì được, bởi vì hết tâm sàng mình phải cho cái lúc đó được. Chứ chỉ còn đang sống thật sao tới mình có nhiều tiền để cho đó rồi ta đây giờ ngày mai hết gạo lên tiền đâu cho. Hãy chừng nào hết muốn hết xài biết rồi 5 phút cho đi bây giờ cứ đi 5 phút đi cho hết đi chạy mới đúng. Còn khi mình cho nó tạo đức để nó trong đức đừng có xài lên cứ tạo để nó chừng là có nghĩa là nhiều hàng nó không thực tiên nhưng mà mình được rồi để nhỏ rồi nó đến gì. Có người nói với con rằng không bỏ hết phước đức thì phật tánh bị che mờ thì đường tu gặp nhiều trở ngại, như vậy có đúng hay không? Không đúng, tu cái này là tu cũng tự mà làm gì tâm cái chuyện rõ chứ nói cho đúng chứ đâu đừng có tưởng cái chuyện này sống cái này sống bằng thực tế thì có được tạo công đức về tạo phước đức đi chơi tạo ác đức về tu nó vậy không hiểu được cái nguyên tắc này chứ đừng có tưởng sống này là tâm hỏi này là tưởng bao nhiêu. Thưa bác, cho con hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chữ Thích Ca Mâu Ni có ý nghĩa người muốn giải thoát thì đừng thích màu nhiệm, theo con hiểu như vậy có đúng không bác? Thế nhận thì có cái chữ để cho con mình hồi sinh một chút đó. Ông ông có trên cả trời một chút á, ông đánh ngộ là bài thơ ngộ thiền rồi đó, thì ông Thích Ca Quan Âm ấy, ông Thích Ca Động Nhiên Đăng ấy, ta học ký ở sau này về gọi Nam Kim Bồ Đề gọi là Thích Ca Quan, đặc trọng là Thích Ca Quan là một vị giỏi ăn giỏi nói giỏi viết. Khi mà ông cuốn đầu tiên cũng nói là Thích Ca Quan, nhưng mà sau khi này khi mà ông về Phật giới á, cái chữ chữ văn nó đổi thì chữ môn ni là một niệm là mới về phải học nên để tự nhận lý đại thì mới nói ông này ông một niệm đó điều đi lại rồi nó xuất phát nó đổi thì cái chân từ lúc mở ông này nó chuyển thể lại
là mấy ông thầy mà tức tay là mấy tay là mấy thì mới đổi được chân đi chứ đầu tiên họ có tức chân tâm thì không bây giờ thì một cái gì chứ không đi là một nghĩa thì một nghĩa ta có táo ta đúng tiền chứ còn không yên tình không một nghĩa bài đúng à, thành ra nó lỗi là lỗi môn đồ về sau đổi tên đổi lại đâu có phải thế gì. Cho con xin hỏi thầy là người chồng đi làm, người vợ ở nhà chăm con, vậy chồng làm ra tiền lấy mua sách tặng người cũng duyên, và người đó đạt được yếu chỉ thiền tâm, vậy hai vợ chồng có được công đức như nhau không ạ? À? Nếu mà nhớ công đức của chồng con vợ thì đúng được. Dưới điều kiện ông chồng đừng có sân si. Tôi đưa tiền cho bà và xài gì hết mà mua ở chỗ là không xem chi là bị mất cái không có công đức mà bị mua đen nên nhớ được đó. Hai người đều có nhưng mà nếu ông chồng bị sạch là đem cái công đức của mua đen rồi mà chứ khi này bắt nhiệm vụ rồi vậy mang quan trị chùa có còn tiền thề nữa không ạ? Cái gì khi này bắt nhiệm vụ rồi mà ông chị có còn tiền thề nữa không? Thì là có việc có trong này làm đỡ để tập cho nó. Nó bây giờ cái tâm tiền nó có tâm tiền nó là 43 đường thì tôi có tiền được một việc có rồi đó. Nếu mất thì bắt đầu cũng tiếp tục chưa đâu bỏ chừng nào mà người ta hết nhờ tiền tiền thì không vì thấy là tài liệu ta đã làm chúng ta đã rồi nó thì bây giờ tất cả các bên bây giờ ông đem cũng bốn mấy người cũng để không có người nào thì giờ có được người thì tiếp theo đây thì chẳng đi bây giờ mà cái chùa đó là làm ông thầy cũng làm đang chết mấy đời cái chùa đó vẫn hoạt động được là cho cái tập thể này có duy trì được mà không duy trì được thì cái gì không vẫn duy trì được rồi câu hỏi đi. Con xin thầy nói lại công thức đường về Phật giới để con khỏi lầm. Công thức này dài dòng quá là 25 phút thì là nơi đi vô cho cái đường ban á thần là cái đường ban nó xin nó cho trong cái bài dẫn cho về gặp còn không thì mở lên mạng nó về phát lên mạng rồi cái này nó dài 25 phút nữa rồi đây cái rồi về rồi không giờ nữa 25 phút thì sao đó tìm tìm cái lời dẫn dò của cái ban quản trị nó cho con là Phật gia nguyện kim duy con chưa hiểu một số vấn đề xin tiền chùa giải đáp chúng con câu một còn có các ý như sau ý một tôn giáo khác tín ngưỡng ở điểm nào tôn giáo khác tín ngưỡng ở điểm nào không chủ tạng nói gì tức là thiền tâm chứ nói gì là tất cả từ đó sau tất cả đều là linh thiêng tinh linh thiêng quyền bí sống ở đây sống mà làm ác cuối thì còn chết trên trời đâu đơn giản và cái này thiền tâm nó kia đây là nói chung quy luật không chứ không có người nào mà tạo ra không linh thiêng không linh thiêng thì phải đâu mà giờ linh thiêng ai biết à, cái này nó nằm ngoài cái mà tôi trả lời mẹ con nằm ngoài cái chuyện đâu rồi ngoài đi thứ hai là một tôn giáo thì phải có đủ các điều kiện nào tôi có biết là chắc là nếu một tôn giáo thì phải có thượng đế rồi có người được có một người thay thượng đế nói chuyện rồi có mấy người nghe thì mới trở thành là tôn giáo qua chế cha con thần thánh thì nó mới đủ là một tôn giáo nó phải ba cái chế này mới được thành một tôn giáo câu hai còn các ý sau ý một hiển linh và linh thiêng khác nhau ở điểm nào linh thiêng là về ông nó cũng không có linh thiêng đâu nhưng mà ông thần trước khi ông tập khi nó bộ lạc á thì người ta mới nhìn nhận ra cái ông thành chủ thế giới ông muốn ổn định cái này nè ông mới lập ra cái đạo thần ông nói là ông muốn mượn sát người ta nhập nha đừng có đánh lộ ba đi mình linh đánh là thần lẽ họ
thì ta sợ thành phải ấp tình lên đi, tam giác tích lộ thì cái đạo thành mới lập ra. Còn hiển linh là sao? Chỗ đó nó phát ra cái linh. Bởi vậy nha, thần thì linh đi, thánh là hiển linh, thì nên có hiển linh là thánh phát ra, hiểu không? Linh tiên thần là ta hiển linh phát, thánh ta phát ra, rồi cũng hiểu sao thì chúng ta nói rõ rồi. Thứ hai, trái đất này rồi nào tạo ra linh thiêng và tạo ra linh thiêng với mục đích gì, để làm gì? Nó là do thế nói thì để từ nào xuất phát thì nói cho thêm. Cái này nằm trong giáo lý phần đoạn huyền ký tôi nói là giáo lý nó nói này, để từ nào xuất phát giáo lý đọc kia thôi. Câu 3 gồm các ý sao? Ý 1, Đức Phật dạy tất cả có 6 pháp môn tu, tại sao chỉ có pháp môn tiểu thừa thì thành tựu được gọi là thánh, còn 5 pháp môn khác không gọi là thánh? Pháp môn tiểu thừa là 37 pháp quán niệm tự, 37 pháp quán niệm nó không giống pháp, gọi là diệt tịnh định là nó thành là thánh. Còn bây giờ cái quận tu đúng niệm xứng là gì? Xứng là bốn niệm thì nhớ, xứng là tâm, tâm tay là pháp. Nếu hiểu được thì mà là tuệ đi của cái niệm xứ. Còn nếu gì mà bản thân cách nước ra nữa thì cũng được là tuệ đi bản thân. Rồi cách gì mà cách gì cái này là tướng niệm xứ. Đó là một trong 37 pháp quán có chiếu thừa gọi là tướng niệm xứ. Mà bây giờ ta sống người ta tích tu cái này, tu để tuệ đi cái gì mình muốn biết. Nó nhận ra là phải là bộ pháp văn nó có một cái công, nó có một cái công thức riêng. Giờ thì hỏi đi. Thứ hai, thánh A-la-hán khác thánh của các đạo khác ở điểm nào? Chính A-la-hán là tịch tỉnh, nhìn cái gì ta gọi là tịch tỉnh, tỉnh nặng và là vô tình. Có nghĩa là con người thích vô tình là gì? Không thích cái chuyện ai thì tôi vô cái đầu, không mệt là tiếng A-la-hán gọi là tiếng Trung Quốc. Còn chính mình là tinh tỉnh một vô tình thì ở đây có nhiều người nói rằng có người sẽ thích sống một mình, thích thì chúng ta cái người đó là tà ngã thích vô tình đó là ta biết đó. Người biết công thức giải thoát và có rất ít công đức nhưng chưa được diệt thiền thì có thể áp dụng chịu thuật nhất tự thiền là buông, thì người này có thể vào đường Phật giới không? Nếu mà không được truyền thì người ta không đức cái gì. Bây giờ cái công bố quyền ký ra đó thì trên cái mạng ta có bắt được lấy cái lời dặn dò này thì về được. Còn nếu mà không có biết cái dặn dò này đi sai thì cũng ra mình không truyền thì cũng được, chứ mình không đức ra đạo không được. Rồi nghe cái bài dặn dò ở trên mạng, lấy trên mạng luôn cũng giống như điều gì vậy thôi. Giờ nói đi. Câu số 5, ngoài cấp tặng sách để người khác giác ngộ để mình tạo công đức thì còn cách nào khác nữa không thưa chị chủ? Giác ngộ mình có ý làm gì cho ta hiểu không? Tiếp tục nó là tâm vô ngàn càng nhiều để mình tạo. Mình trực tiếp mình hỏi ta, trực tiếp cho ta mượn tài, trực tiếp cho ta mượn sách tịnh, rồi mình trực tiếp nhờ người này nói chồng chồng, nó có nhiều cách muốn cái gì cũng được. Ví dụ con nói trực tiếp còn không nói được thì cho mượn sách mượn tài, hoặc là nhờ người khác là nói, nó có rất nhiều tạo công đức, chứ phải mượn sách mượn tài trực tiếp nó có rất nhiều theo thì theo mình suy nghĩ thế nào, mình áp dụng thế nào mà mình được có công đức đâu phải chứ. Thưa bác, khi tu pháp tâm ở cùng đội cho và ở trung tâm hoàn thành luân hồi tam giới, lúc này tánh Phật có nhìn thấy được rõ ràng tam giới và Phật giới chưa ạ? Bây giờ nếu mình là một người mà có tạo công đức rộng với ánh sáng thì một vị Phật ở bên Phật giới nhìn thấy. Rồi người ta biết cái tuổi thọ người này bao nhiêu rồi khi cái người này mất á, chừng nào ta biết, ta vẫn canh mà
một năm có dù được có một ngày thôi thì bắt buộc ông Phật phải vô đời. Có nhiệm vụ một việc Phật trước một người về phải trả lời dân của đó mà hơn. Mà bây giờ là ông Phật tôi biết là 360 mấy ngày nữa đó mà nó trả lời thì bắt buộc phải vô trước vô mà nó phải đợi mấy rồi mấy tháng trời để đợi cái tính Phật đi ra muốn về thì về. Tất nhiên là ta thấy có một đức là ta biết chắc chắn cái người đó ngày nào về ngày nào chết đó ngày nào về ta phải lo vì bằng có nhiệm vụ này cho mình nói tiếp. Kính mong bác dạy cho cháu câu hội Long Hoa có nghĩa là gì ạ? Hội Long Hoa giống như hội Bồ Đề cái món ăn hay đi làm ông làm ông thành Phật đó ngồi một thai nhưng mà tiếp ra ngồi có Bồ Đề ở trên cầu nó chạy cây lông quả gọi là hậu lông quả thì những cái ông thích ca là hậu bồ đề không dùng ra hậu lông quả có nghĩa đâu thưa bác kinh An Thị tượng Phật là do tổ Bà Minh viết ra vậy tại sao một vị tổ lại viết kinh An Thị Phật được ạ? Mỗi năm có cái nhiệm vụ mỗi năm có cái nhiệm vụ chứ đâu phải ông nào cũng làm nhiệm Phật hết. Tất cả ba cái gì rồi chuyện một tổ duy nhất chỉ có Bồ Đề là ba mới lặp lại là bất lập chân tự mỗi ông có một cái gì một có một câu chuyện là ba cái đó này nhiệm vụ như thế tại làm sao ba mới lấy tổ không có nào dám công bố mà hồi trời ở nước tổ cũng đâu có là công bố cái sự thật là đủ sách đủ chừng cái ngày đó gọi là ngày ngày đủ chừng tổng chữ là nhiều người làm nhiều người biết cho gọi là công bố là thứ nhất công bố là thứ hai thì nó mới có cái đó là nói hồi đó nước trung hoa biết còn là nước khác còn biết bây giờ công bố là thứ hai thì còn còn đúng phải hiểu chứ cái chú quy định của nó công bố là hay là còn còn biết bây giờ mình nói đây ngày mai ở bên Mỹ nghe đây công bố thì cái ngày công bố thì cả thế giới nó biết về cái đạo Phật kỳ đó bởi vì nó không có được đầu phải biết thưa bác trong chùa có ghi câu tam vô vô môn vô chứng vô lượng vàng vậy tại sao quá nhiều người tu thiền tâm lên mạng tranh luận với người khác ạ? Thiền tâm là công chức không đắc gì cả vậy ngày nay sao cháu thấy nhiều người tu thiền tâm lên mạng phe mình chứng đắc rơi vào bể bánh thưa bác? Thầy ta nói rồi, chính là người tìm kiếm chính là người trở lại trong cái chính là người không mấy người ta chưa thôi thì tại trăm người có thể một trăm người có trăm người đi cùng chính là trở lại thì trăm chính trăm người này là phải làm này thế nên thế giới này lý mà bây giờ đó là vị tổ Thanh Vương ở Hải Phòng có hỏi như sau: con là Phật gia thiền tâm rồi khi gặp người hàng xóm kề bên có hành vi tự sát tẩm dầu vào thân định đốt con đã dấn thân vào can ngăn sự việc vậy con có bị ảnh hưởng gì không và có nhân quả gì hay không? Cái chuyện của ta tẩm chết thì tự nhiên chết nó đâu có thể để ta chết đi được cái gì đúng người ta cũng không có bệnh của người ta lên nó tự lời là mình mang cái tội ta chết thì nó khỏe đi bây giờ cũng nó sống được cái bạn nó không giống thằng nào người nó giống người là ai cái đó không không cái gì trụ mình phải dễ mình thấy gì thôi cái này cũng cũng gì nhưng ta tự nhận ta tự được còn nữa thì để cho ta tốt mình ta tốt mình mới cho tốt đó nổ thì mới thức sạch mình phải là đi chân nhanh để mình cái chân chắc cúng ra đời lúc đó thì mặt mày nó rất là lên rồi ta lên cũng là người ta còn khổ nữa đó mình mang cái sợ gì thế gian này người ta tưởng ta đã làm dễ dễ mà thế gian này người ta đâu thấy cho ăn được còn người ta muốn tự giờ mình có khả năng cứu người ta sống cái kiếp mà nó tốt hơn cái tự giờ không thì cũng tất cả các tự nhận mà gì đó cửa quan phòng không vô nên nhớ một điều mà nếu mà tự nhận bằng phúc tập được đánh cái danh trái lúc đầu ra thì tạo ra
ta càng tốt là mình chết. nếu mà cúng một cái thời đó nó vừa đổ quá, nó vừa nhà một quẹt để một bàn mình không thì nó không có cháy được, cái để nó cháy rồi không có được, nó cháy rồi ta cháy luôn đi, lỡ chết ta cháy luôn đi. Đó mình phải hiểu mình cúng cả mà mình giúp người ta vui ăn vui thì nên cúng một chút, cúng người ta mà ta khổ mình còn được cúng không, mình làm cơ đi. Có một vị trước kia rất mê tín, nghe đâu linh thiêng còn đến cầu xin đại lục và còn thích cả cờ bạc, và từ khi biết đến thiền tông thì vị đó đã hiểu và có được tiêu chí thiền tông, và khi họ quyết chí và tại sao họ không thể xuất kệ được, thưa bác giải thích giùm. Có nghĩa là làm sao mà thoát được cái nghiệp này mà phải có cái công đức thì ông thần nó sẽ cho mình nó tham. Cái nghiệp này là do ai tự tin, do vị thần tự tin, nó phải lấy nó được giao mình làm một thần sao thì nên mới làm, còn làm không mấy một về tin chấp nhận nhân quả được, nó phải hiểu cái giới thiện ý thì nói vậy. Nếu dọn về là thì cái gì trước cái cuộc đó phải không có nào nó thế thì không có dọn thì sẽ cái gì nó về trước cái gì có vị thầy lấy sách của tác giả Nguyễn Nhân cho học trò mình đọc, sau đó học trò cảm nhận được phẩm tánh thanh tịnh của chính người đọc, sau đó lại cho học trò mình dụng công tác phẩm ga tu, đem tác phẩm ga tu, vậy người thầy đó có được công đức không? Đọc nghe không chứ là người mình giúp người ta đỡ đầu là mình không công đức, còn ta làm sai không sao. Thì do cá nhân được đâu, có nghĩa là lần đầu mình tạo công đức là nó giữ được, còn lúc sau trò nó làm gì là không biết. Nhưng mà bởi vì cái công đức này, cái người trò đó có thể là kiếp sau nữa họ cảm nhận được, họ đi lại được đó, thì phải lo cái chuyện đó. Đó là trước ta hiểu được là phần nào có công đức ngày đó không, còn thời gian dài không, không sao như thế. Mình giúp người ta biết là được rồi, mình có một công việc về sau ta làm gì ta làm là mong hạnh tiết gì mình còn phát triển cho về vậy. Sao thầy? Thầy nghĩ con nghĩ nghe thầy ở đây khi đọc sách thiền tông, vị đọc có nhận ra được tác phẩm thanh tịnh của chính mình. Một thời gian sau đi thiền viện tu quản lý, vị ấy chửi lại chánh pháp của Như Lai thì nhân quả như thế nào? Nó trong đấy nói rồi, trong kinh Pháp Hoa nói rồi, chửi Đức Phật tổ không bằng chửi như thế này thì như thế nào, thì nhờ cô phải sức dữ mạnh chứ yếu đã thôi chứ để đâu biết. Có nghĩa là chửi Đức Phật thì có tội nhẹ, mà chửi cái này thì nó nặng hơn, cho nên mình cũng không cần có cái này, nên mình phải hiểu cái giới cái này là tất cả cái mình chưa thể tốt mà mình chưa khổ thì mình đi đâu mình lên được không? Con theo pháp môn thiền tông đã có yếu chỉ, nhưng do gia đình nghèo không đủ tiền để mua sách cũng như máy để tạo công đức, và lại ở xa chùa không thường xuyên về chùa được, vậy thì con có giải thoát được hay không? Bây giờ đó tới vấn đề ta đã nói là con cũng chuyện cho nói là ai để các người tiền không có tiền mua thì báo cho ông bán chuyện vẫn bị con người giúp, còn là phần con đấy thì người ta cũng lấy tiền, còn vấn đề mình muốn chạy đó thì giờ con chuyện công chuyện ta có sách ra cho đó, mình lấy máy ra cho đó, mình cứ xin về mình có công cho mượn thôi. Cái này sao thôi, cái liên lạc với ông chị cái giờ tôi muốn kiếm 5 cái máy, 3 cái máy, 10 cái sách rồi không có, cái đó kiếm cho do mình tốt nhiệt tình mình làm cái này và cho mình tốt phương tiện để tạo cách đủ những cách để cho mình tạo cái công đức, thì ta có cái gì này
Cái này thì tôi hỏi là tâm thiện vì mãi nó cho biết cái này trên năm tuần đáy nó cũng bón cho mà năm tuần bổ tắc cái điểm bón cho con con không thiện cũng có dữ dội này giờ nói tiếp. Có một vị tu sĩ khi đọc sách thiền tông và hiểu được và cũng đạt được bí mật thiền tông và âm thầm dẫn dắt được các tăng ni phật tử từ một số người cũng đạt được cái chỉ và bí mật, vậy cái vị tu sĩ này có cần phải rời khỏi chùa Phật lý hay không? Nói đó đâu thì lo đó nhưng mà hiểu lý cũng được, nhưng có một điều là cái mình quản lý cái chùa này nên là còn nếu không quản lý phổ biến này ông thầy cũng đủ rồi đó, mình phải nên hiểu về con mình ở vị trí nào trong cái chùa hiểu lý này. Chùa mình hiểu lý có thể quay 180 độ tầm chùa thì đâu được, nếu điều gì mình còn việc nữa nghe không chưa, còn mình muốn độ thì phải ở tại chùa mà mình làm sao ông thầy có đủ mình thầy rồi tu kỳ thì có đủ mình thôi giờ không phải chứ. Ông vị đã ngoài 80 và yếu bệnh tật, quyết chí theo con đường giác ngộ và giải thoát. Vị này vì gia đình và con cái ngăn cản và người này vẫn quyết tâm theo thiền tông, vị này có giải thoát được hay không? Giải thoát không phải do công đức, chưa phải là già rồi cũng giải thoát, già tu cho công đức già để con đường biết là có công đức thì về, công đức thì ông thành ông thống thể. Vì thế gọi là có câu là đức trọng quỷ thần kinh, có đức thành không dám nhớ. Quỷ là một hồn nó không có thể là cho mình chạy mình đi về được. Đó là cái gì? Người vẽ ra tấm bản đồ tạp giới, vẽ xong họ bị đau đầu chóng mặt chịu không nổi, hiện tượng này là sao ạ? Tôi hồn, tôi hồn nhờ tập tôi hồn nhờ tập. Câu 2, các cõi trời dục giới, vô sắc giới là do tâm ở con người tạo ra, sau khi chết tâm hướng với cõi đó, vậy khi còn sống tâm của con người nghĩ được thế nào mà tương ứng với cõi đó? Cái tâm mà nó có tương ứng mà là do cái nhân quả. Thấy cái trung đốn thân này mất rồi, thần thấy cái này là cái nghiệp kẻ ở chỗ đó á, cũng là ông lấy ông nắm, ông nhéo lên, cũng bắt lên chỗ đó. Chứ con người không hiểu đâu. Nhưng mà con người ta làm bất thiện thì vui lắm. Ta làm cái gì rất vui, đó là rất vui. Rất vui một tiếng khác mà rất vui thanh tịnh khác. Rất vui thanh tịnh thì về một giới khác khác. Còn rất vui trên trí định về các con trời khác khác. Thì tùy theo cái thái độ của người đó. Rất vui hớn hở về nhãn tâm, rất vui thanh tịnh về phật giới nhờ căn bản phải chứ. Các cõi trời nó tự tình thành ra như vậy rồi hay là do nhân duyên gì, như thế nào mà hình thành ra? Quy luật kiểu trí nó dễ không giống như quốc gia mình chứ. Làm quy luật quốc gia thì phải trung ương, tỉnh, thành phố rồi quận huyện thì cái kia nó cũng vậy. Trong tam giới nó quy luật nó hình thành, nó là tự nhiên nó vậy. Cái gì nó cũng phải hướng cấp rồi. Tất cả rồi thành người cũng hướng cấp, cả trời cũng hướng cấp, chúng ta ai ai cũng ra quy luật này. Giờ hỏi chứ. Khi con thử ba lần và chắc chắn rằng đó là ma tiêu của vị Phật, thì trong ma tiêu đó có âm thanh hay tiếng nói của vị Phật dọc đường con đi theo tâm ảnh. Thì nói là ma tiêu trong sáng là của Phật, mà ma tiêu có cái gì là do của hồn. Mà nói chứ. Con ngủ chưa thường có cảm giác như có ai đè mình, người đặt nặng nề, khi con muốn thức dậy, con phải cầm mình thì con mới dậy được. Hiện tượng này xảy ra trước khi con tu theo pháp môn đạo Phật thiền tông này ạ. Xin bác giải thích giúp con, đó là bệnh đề và bí hay do hiện tượng gì ạ? Nó có hai cái trường hợp, một là mình nằm mà trước mà mình nghiêng bên nào mà nó nghe cái nặng là mình vô cái trận này, cái trận mà bên đó nó bị nhẹ, nó phát cái trận này. Vậy nó có ba cái thế nằm, nằm ngửa, nằm chân, phải, nằm chạy. Cái đó là nó do cái mặt. Còn nếu mà do cái âm của người ăn nó vô là nó khác.
Nếu ông làm cái gì cho cũng bị rồi mới là người dân. Rồi mới đi. Cháu là một công việc từ thiện cho một tổ chức dòng họ được mọi người đề nghị giúp đỡ người nghèo, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn thiên tai rất nhiều. Trước đây cháu rất nhiệt tình giúp nhưng giúp không sể nên chia sẻ cho mọi người giúp. Giờ cháu có nên tiếp tục công việc này không? Không giúp thì cháu cũng thấy ái ngại quá. Xin cho con một bài viết ạ. Vì cái gì muốn lên trời ở thì cứ đi làm đi. Muốn về quân giới thì đi làm phương tiện khác. Vì cái gì muốn đi đâu, nó nói rõ là muốn đi đâu. Vì Lê Thị Huyền Châu ở Bà Rịa Vũng Tàu có hỏi như sau: người có thiên linh cái thì biểu hiện như thế nào và nhận biết ra sao để mình có thể phòng ngừa và tránh họ. Bây giờ thiên linh cái chẳng biết là gì được, có nghĩa là ông thầy á, ông vô trong nhà thương á, ông mua những cái thai nhi mà chỉnh thai á, ông muốn thêm quốc tiền, ông bắt được cái hồn này. Ông diễn luyện thì lên linh cái, còn là chồng mình tiếp nhận được học. Ông diễn không ai biết đâu, làm sao biết được. Vì thế mà ông sợ thì tất cả những người mà sử dụng mùa chú trốn đi. Nếu mà thứ nhất đó, là người mà phổ biến thì tâm mà vô gặp cái này thì ông đập vô cái là mình cũng mắc luôn. Đó là mình phải chết gì đâu, chứ làm sao biết được. Những người ta luyện như linh cái không ai biết đâu. Mà bây giờ cũng biết được đó. Cái bệnh viện nào có cách nào tôi vô mua cái sẻ thai đó. Rồi mấy người không tạo bảo là thăm đó. Thăm đó là nên tiêu hình đấy. Rồi đó chứ à, con đã làm Phật gia thiền tông rồi. Khi ông con mất, con quỳ và lại để cả ơn ông đã giúp đỡ gia đình cũng như ba mẹ con, có được hay không? Được. Vậy ông đức của con có bị bôi đen hay không? Được, với điều kiện được lại không được nói gì hết, chứ có mở miệng hoặc là mở miệng là cảm ơn ông nuôi con được. Ông phù hộ chết cũng phù hộ con, nó chỉ phù hộ là thu hồi được, cảm ơn được. Mà xin về cái đặc biệt cho mình, nó có kiện. Rồi, hiện tại câu hỏi đã hết rồi, băng chị đùa xin được giải đáp ngày hôm nay.